vậy? Và chia sẻ ra giùm em nha chị ơi, hôm nay còn cái gì là em xả tiếp mấy chị nha, rồi em sẽ lên một mớ hơn, một mớ váy cho mấy chị thôi, tại hôm qua mấy chị yêu cầu váy mà em chưa có lên váy thôi mấy chị ha, nên là mấy chị vô chia sẻ like giùm em, thương em cho em một lúc chia sẻ ha mấy tình yêu ha, nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Uống ăn nhiều quá no mất rồi. Chém thả vào chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi, chấm bài lên nha kèo để em thấy mấy chị nha, chia sẻ like giùm em thôi. Hôm qua ai mà chưa đủ đơn thì hôm nay chọn thêm cái gì đó giùm em nha, rồi em đi đơn luôn nha mấy tình yêu. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, sẽ xả giá cực kỳ rẻ luôn á mấy chị. Rồi sẽ lên một đống váy cho mấy tình yêu mình ha. Gì á? Dạ ok, cho đang bắt máy. Rồi chia sẻ like lên giùm em mấy chị có thấy em không? Cho em một nút chia sẻ nha mấy tình yêu ơi, chia sẻ like lên giùm em ha. Chị nào hôm qua chưa đủ đơn hôm nay mua thêm tiếp giùm em nha, nhớ chia sẻ like lên giùm em không mấy chị ha, tương tác giùm này nó bị kém lắm mấy chị. Nhiều khi mấy chị không thấy em like luôn á. Rồi chia sẻ like cho đông đông giùm em nha mấy chị. Mấy wifi yếu quá không? Mấy chị chấm bài lên giùm em nha, để em thấy mấy chị nha. Chấm bài lên giùm em ha. Chia sẻ bài lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, chia sẻ bài lên giùm em nha. Em còn đóng này em sẽ xả cho mấy chị 29.000 thôi. Size 8 đến 10 kg thôi mấy chị nhập có size 8 10 kg không nha. Rồi bảo chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, chấm bài lên giùm em ha. Chấm bài lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, chấm bài lên giùm em ha. Còn cái đầm này em sale luôn. Nhớ chia sẻ like giùm em nhậu với thương đó mấy chị. Trời ơi cưng quá à. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Cái đầm ở cái đầm này đẹp quá mấy chị, cái đầm thôi cưng quá. Dễ thương quá à. Rồi vào chia sẻ like cho mấy tình yêu ơi, chốt giùm em nha. Rồi có chị Bích Chi ơi, có đầm cho bé nha, có đầm cho bé ha, có đầm dây cho bé 20kg nha tình yêu ơi. Rồi chốt cho em mã này cho mấy chị, ai có size 8 đến 10kg thì chốt cho em những mã này nha. Đây nè, đây nè mấy chị ơi, chắc là cô tông 4 triệu nha, em còn vài bộ thôi. Cái quần nè mấy chị, em xả mấy chị luôn đầu like 29.000 giùm em nha, 29.000. Chốt em mã này mã hồng, trời ơi cưng quá à. Chốt cho em mã này mã hồng nha, trời ơi. 8 đến 10 kg bùa nha mấy chị nha. Hôm này 8 đến 10 kg bùa, em lục đâu ra trên cái móc của em là quá trời luôn nè mấy tình yêu ơi. Đây, 8 đến 10 kg bùa cho em nha, hồng 29.000. Đây. Ai chốt hồng lên cho hồng, hồng 29. Đỏ ha, cam 29 giùm em luôn ha, cam 29 nha mấy tình yêu ơi, cam 29 cái quần này mấy chị, cam 29. Rồi màu vàng luôn, vàng 29 nha, size 8 đến 10 kg vừa nha mấy chị nha, size 8 đến 10 kg vừa đây nè. Dễ thương, vải co giãn nha mấy chị nha, vải co giãn bao phơm vừa luôn nha mấy chị nha, vải co giãn yên tâm thôi, đây màu vàng. Rồi em có 3 màu nha, 29 nha, ai chốt màu nào lên màu đó giùm em nha, đây màu vàng, màu cam và màu hồng nha mấy tình yêu ơi, 29.000 nha mấy chị nha, đây. Một cái áo xanh nó kẹp cái quần đùi cho em nha, 29.000, ai chốt màu nào lên màu đó cho em 29.000 ha. Rồi mã này chốt cho em mã 2 nha, cũng 29.000 luôn mã 2. Đây nè. Mã 2 màu xanh dương nha, chốt mã 2 kèm số ký lộn kèm màu giùm em, màu xanh dương. Màu bơ nè mấy chị, màu bơ ha, màu bơ. Màu vàng. Màu vàng giùm em nha, rồi màu đỏ luôn 29.000. Ai chốt mã nào lên mã đó, cái này là size 8 đến 10 kg vừa mấy chị nha, em còn vài bộ em xả. Mã 2 màu đỏ. Mã 2 màu xanh giùm em ha. Mã 2 màu bơ. Mã 2 màu vàng, rồi 29.000 giùm em nha mấy chị nha. Đây áo kèm cái quần đùi nè mấy chị, cưng quá. Rồi ai chốt lên giùm em nha, có size 8 đến 10 cứ thì chốt đi mấy chị. 29.000 giùm em nha. Rồi em qua mẫu.
Rồi cái đầm này giùm em luôn, đầu la em xả cho mấy chị luôn 35.000 dễ thương quá. Size này giùm em từ 12 kg nha mấy chị nha. Size này em có size từ 12 ha đến 35.000 nha. Chốt em váy 35 kèm số ký giùm em nó, hôm nay tâm cá nó kém quá tí. Trang này không bật thông báo được không trời? Không thông báo được. Trang nào? Ủa em đang cái nào vậy? Em đang cái mà. Chốt cho em size này từ 12 nha mấy chị nha, đến 16 kg vùi mà em không, 12 đến 16 kg vùi nha mấy chị nha. 35.000 chốt cho em váy 35 kèm số ký, hôm nay bị chặn tương tác quá trời luôn anh. Đâu mà không thấy bác xem luôn á. Gì đó hả? Không thông báo gì luôn á. Rồi mấy chị ơi, chốt cho em váy 35 kèm số ký giùm em nha. Đây nè mấy chị, váy 35 kèm số ký em có size từ 12 đến 16 kg vừa nha mấy chị nha. 12 đến 16 kg vừa ha. Ai chốt váy 35 lên nè, em váy 35 nha mấy chị nha. Mặt trước nè mấy chị, mặt sau nè. Đây nè mấy chị, cái váy thô này, cái form đúng xinh luôn. Chốt cho em mã này nha, váy 35 kèm số ký giùm em ha. Chị La như ý ơi, mai em mới đi đơn nha tình yêu ơi, có chọn gì chọn đi mà chị, mai em mới đi đơn nha. Hôm nay shipper lấy hàng trễ quá. Rồi chốt em váy 35 kèm số ký nha, em có size 12 đến 16 ký vừa nha, 35.000. Đây nè mấy chị mới nhìn cái form giùm em nè. Nó bao xinh luôn á, bao nói chung bao phòng luôn mấy chị, tay là tay phòng giùm em thôi, có bo chun luôn, bán cho mấy chị 35.000 luôn. Chốt em váy 35 kèm số ký nha. Em có size từ 12 thôi mấy chị ha, 12 đến 16 ký vừa 35.000. Chốt lên em váy 35 kèm số ký giùm em nha. Váy 35. Mấy mẫu này là con chị mặc vừa, chị La như ý, cái này là size 9-10 kg á chị ơi. Chị La như ý con này form to ha. Nói chung là mấy cái này là con chị mặc vừa hết luôn. Ở đây mã 2 màu vàng nè, mã 2 màu vô nè, mã 2 màu vuông nè, mã 2 màu đỏ 29.000, thật sự luôn rẻ lắm luôn. Mới bán 39.000 đây nè. Đó chị chốt màu này chốt thật sự luôn, có 29.000 chốt thì lên giùm em ha. Rồi còn mã này chốt kem là màu hồng. Màu hồng giùm em á, hồng. Màu cam, màu vàng giùm em 29.000 luôn, size 8 đến 10 kg vừa giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt mã nào thì lên mã đó giùm em ha. Rồi em qua mẫu. Mã 2 vàng ok. Rồi em lên đồ 30 kg cho mấy chị hết. Chốt váy hay là chốt đồ ngố đi mấy chị. Ủa cái bộ này của chị La Như Ý, chị La Như Ý xả ra hả ta? Chị La Như Ý cái bộ này của chị phải không chị? Đây nè em thấy bill của chị nè, mà chị xả ra hay sao chị? Bộ này sale không? Bộ này sale 29.000 luôn nè chị, chắc bu rip mà đẹp mà chị không lấy ha. Ok vàng 29 chị La Như Ý. Rồi em để em lên đồ size to cho mấy chị lựa nha. Ok ok, để em lên cho mấy chị xem nha, chia sẻ like giùm em đi mấy chị. Ok để em lên cho mấy chị xem nha. Rồi em qua mẫu cho mấy tình yêu ơi. Để bên bill cái này với mấy chị, bên bill cái này tí mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em nha. Rồi váy em lên váy cho, chờ em tí nha mấy chị ơi. Ôi đứa cục cái gì kem xả của chồng. Trời. Váy này giùm em nha mấy chị ơi, váy này giùm em nha. Em có size từ 18 mấy chị nha, đến 22 kg vừa đây nè mấy chị. 18 đến 22 kg vừa nha, 69.000. Em sale like hôm nay cho mấy chị 69.000. Em có hai màu ha, mà em đang cầm là màu xanh nha mấy chị nha. Em có màu vàng nữa ha. Rồi ai chốt mã này lên cho em là váy xanh hoặc là váy vàng kèm số ký cho em, có size 18 đến 22 kg vừa nha mấy tình yêu ơi. 69.000 mấy chị nhìn cái form nè. Đẹp lắm mấy chị, form là hình nào cũng xinh hết trơn á, vải cực kỳ mát mấy chị nha. Rồi ai chốt váy xanh thì lên váy xanh giùm em ho, váy xanh. Rồi cái váy này giùm em luôn. Em có size từ 18 nha mấy chị nha, đến 25 kg vừa đây. 18 đến 25 kg vừa nha, chốt em mã này là váy hồng. Bộ bạn phía sau em là mấy mẫu đó size dưới thôi, chị không có size đại chị.
có sai nhí thôi, tình yêu mà không có sai đại. Ok chị Thúy Phạm Thanh nha, ok đếm lên làm 30kg cho. Rồi chốt mã này cho em nha mấy tình yêu ơi, chốt mã này cho em đây nè mấy chị. Mã này giùm em nha, em còn size từ 18 đến 25kg vừa nha. Chốt em váy cười ha, váy hồng, hình mặt cười nè mấy chị. Túi này túi thật giùm em ha, váy này 75.000 giùm em nha. Đây ai chốt váy hồng thì lên váy hồng giùm em nha mấy tình yêu ơi. Váy hồng ha, váy hồng giùm em nha, ai chốt váy hồng thì lên váy hồng. Rồi mã này mấy chị chốt cho em là mã đại nha mấy tình yêu ơi, mã đại. Cái này em có size đến 30kg vừa ha, 20 đến 30kg vừa. Váy này giùm em là em chốt cho mấy chị 79.000 luôn được không mấy chị? Váy này chốt 79.000 nha. Chốt em mã này là mã hồng 2 giùm em nha, hồng 2 đây nè mấy chị cưng luôn. Cái này em có đăng hình trên trang rồi nha mấy chị nha, đây cái phương của nó này đây. Có dây buộc eo ngoài sau luôn. Váy mã 2 giùm em nha, mã 2, ai chốt mã 2 lên mã 2. Em có size 20 thôi đến 30kg vừa đây nè. Size đến 10 đến L với mấy chị đây. Ai chốt thì lên giùm em mã số 2 luôn nha, 79.000. Một cái like duy nhất này thôi mấy chị ơi, cưng quá. Ai chốt váy nào lên váy đó giùm em nha. Đây cái này của chị Phương Vy. Rồi váy nơ này giùm em nha, để em coi size còn bao nhiêu á mấy chị. Váy nơ này em còn size từ 18kg ha, 18kg nha mấy chị nha, 18. Mười tám đến mười chín ký vừa ha, 18 đến 19kg vừa thôi đây nè mấy chị. Ai chốt nơ xanh thì lên giùm em nơ xanh nha, em còn size 18 ha. Ở size từ 17 đến 19kg vừa. Hồng 2 30kg chị Thúy Phạm Thanh ok tình yêu nha, 79.000 ok chị yêu nè. Đồ bộ đi em, ok chị Tuy Con Nguyễn em lên đồ bộ luôn cho mấy chị cho. Rồi chốt cho em mã này nha mấy chị nha, đây mã này em còn size từ 17 mấy chị nha, size từ 17 giùm em thôi đến 19kg vừa đây. Chốt cho em mã này mã nơ xanh nha, dây kéo ngoài sau luôn nơ xanh nha. Ai chốt nơ xanh thì lên nơ xanh giùm em ha, nơ xanh nơ xanh xe mấy chị luôn ha. 69.000 rồi, ai chốt nơ xanh thì lên nơ xanh giùm em còn mấy cái bộ váy 30kg ở chỗ đâu. Rồi mấy chị ơi, em sale cái đống này cho hết đấy mấy chị. Em lên bộ này đây nè, đây nè, đây. Quá trời quá đắt rồi. Rồi xả nốt luôn nha, xả nốt cái này luôn mấy chị ơi, đây 24-25kg vừa nha mấy tình yêu ơi. 24-25kg vừa, chốt kem là thỏ nha, thỏ nè mấy chị, sale luôn 59.000 thỏ. Ok đầm hoa nhí ha, đầm hoa nhí bao nhiêu ký chị thật? Chị đầm em có mỗi cái một màu à, nơ xanh là em có một màu rồi, còn cái này là em có hai màu. Để tí em lên lại cho, tụi em qua cái hàng sale này cái em qua lại cho mấy chị cho đây nè. Ok chị Thúy Phạm Thanh, anh bóc địa chỉ giùm em nha, em chốt đâu qua tin nhắn thôi. Đầm hoa nhí bao nhiêu ký chị Thảo Nguyễn ơi? Em còn hoa nhí mà bé nhỏ rồi, sai to em hết rồi tình yêu ơi. Rồi 24-25kg vừa, ai chốt thỏ đến thỏ mặt trước nữa mấy chị, mặt sau nha. Đây kèm cho em cái quần xả mấy chị luôn 59.000 đây. Cái này mấy 69.000 rồi, xả luôn 59.000, ai chốt thỏ lên thỏ nha, 59.000 giùm em luôn thỏ. Xả ví cho nó hết đi mấy tình yêu ơi, thỏ. Thỏ 59.000 giùm em ho, rồi size này giùm em ho đây nè mấy chị. Size này là size 16 nha, 16kg vừa giùm em, 16-17kg vừa, chốt em chuột luôn nha mấy tình yêu. Chuột, cái gì con? Ok, tiếp độ 30kg, bé 19kg. Ok, chờ em xả cái này nha mấy chị. Ông ra đi ngủ rồi. Chốt cho em nha, size này 16-17kg vừa, em xả cái này tí á, chốt em chuột 39.000. Mấy chị chờ em tí nha, em xả cái cục này cho nó xong á, chuột 39 giùm em luôn. Chuột 39. Chuột 39 nha mấy chị nha, size 16-17kg vừa, xét váy có quần bên trong nha, chuột 39.000. Rồi size này nè mấy chị, 22-23kg vừa, chốt cho em mã này mã số 10. Thỏ chị Tigon Nguyễn ok nè, cho chị Tigon Nguyễn 59.000, em xả cho hết nha mấy tình yêu ơi. Thỏ nè, chờ em tí em xả cái cục này nha mấy chị ơi, cho nó qua nhanh cái đã. Hồng 2-30kg nè, hồng 2-30kg cho chị nè.
Rồi thở chị tiêu, chờ em tí nha mấy tình yêu ơi. Chuột, chuột cho chị, chuột cho chị, chuột cho chị Cẩm Nhung. Ok chị Cẩm Nhung nha, chuột 39 ngàn. Rồi chờ em tí em xả hết cái này á. Chuột 39 ngàn chị Cẩm Nhung. Rồi mấy tình yêu ơi, chờ em tí nha, em xả cái này á. Đâu rồi chuột, đâu rồi. Rồi chuột em còn bộ chốt cho em mã số 10 nha. Size này là 22-23 ký vừa nha. Đây tại phơm nó nhỏ. Mã số 10 cho em luôn. Ai chốt mã 10 lên mã 10 đây nè mấy chị, mã 10. Mã 10 giùm em nha. Ai chốt mã 10 lên mã 10 giùm em thôi đây. Xếp váy có quần bên trong mã số 10. 22-23 ký vừa chốt cho em mã số 10 nha. Em sale với chị luôn 39 ngàn đó. Cái này em xả ví cho nó hết thì mấy tình yêu ơi chờ em tí nha. Rồi cái đầm này giùm em nha mấy tình yêu ơi, cái đầm này giùm em nè, size này là 20 nha, 20-21 ký vừa ha. Cái váy này mấy chị ơi nó bị. Rồi chốt cho em váy 9k nha mấy tình yêu ơi, váy 9k giùm em nha, váy 9.000 đây nè mấy chị, váy 9k giùm em ha đây. Size này 20-21 ký vừa nha, đây phơm su giùm em váy 9.000. Ai chốt váy 9k thì lên kem váy 9k nha, em xả cho cái này nó hết đó, váy 9k giùm em luôn váy. Váy 9k. Rồi 19-20 ký vừa nha mấy tình yêu ơi, 19-20 ký vừa chốt em ngựa 49 ngàn, ngựa 49 luôn đây. Ngựa 49 giùm em, size 19-20 ký vừa nha, bộ ngố luôn, size 19-20 ký vừa mặt sau nè. Ai chốt ngựa lên cho em ngựa 49 ngàn, 19-20 ký vừa. Rồi cái đầm maxi này giùm em nha mấy tình yêu ơi, cái đầm maxi này giùm em nha đây. Size này giùm em là size 18 nha, 18 đến 20 ký vừa, chốt em maxi luôn, maxi. Maxi. Set váy có size to không chị? Set váy có size to. Có, chị Thúy Phạm tham sát váy em có size to á chị. Hình như cái bộ chuột đó em còn một bộ size to thì phải đến kiếm em lên cho. Rồi từ đầm 9k chị bé Yến trước nha mấy tình yêu ơi, đầm 9k là cho chị bé Yến trước nha. Ai comment trước là em để trước thôi mấy chị ha. Rồi đầm 9k chị bé Yến nè. Rồi tới mã đầm 9k trước nè. Ngựa cái chị Bích Chi nè, ngựa 49 nè, chị Bích Chi nè 49.000 nè. Rồi, cái chị Bích Chi 49.000 nè. Cái này em bán 59 em sale 49 mấy chị thấy không? Rồi maxi cho em size 18-20 ký vừa nha, bo chun cực kỳ thoải mái, hàng TH luôn mấy chị. Rồi em bán nhiêu cái bill này, bán nhiêu? Cái này em bán 75.000 rồi sale 69.000 nha. Ai chốt lên lại maxi cho em nha, tại mình sợ mấy chị không chịu cái giá này đây nè mấy chị. Hai dây lên giùm em thôi đây, cái này bo chun coi giãn thoải mái đây nè mấy tình yêu. Đó, em có bé mẫu mặt rồi nha, ai muốn chốt thì lên trang bay của em xem giúp em ha. Maxi giùm em nha, ai chốt maxi là maxi size 18-19-20 ký vừa cực kỳ dễ mặc. Mã 10 hả chị Phương My, thấy mã 10 hả? Ở Phương My thấy mã 10, ok chị yêu mã 10 39.000. Rồi ok tình yêu nha, em không thấy mã 10 chị ơi, mới thấy nè. Rồi ok chị Phương My có mã 10, mấy chị không thấy em đọc tên mấy chị báo lại giùm em nha. Rồi ok chị Phương My nha, ok chị yêu có nha, mã 10 39.000 luôn. Rồi cái gì nữa ta? Maxi hồng hả? Maxi hồng cho chị bé Yến, ok chị yêu nè. Maxi hồng em xem chị luôn 69.000, hàng của TH có chị cực kỳ xịn. Cái maxi này bữa bán 7989 em không nhớ, nhưng mà phải cực kỳ đẹp, yên tâm nha. Rồi set váy có size lớn là em lấy luôn, rồi ok tình yêu nha, để có em đưa cho. Rồi qua mẫu nha mấy chị. Rồi cái set kẹp này luôn mấy chị ơi, set kẹp giùm em đây nè mấy chị, set kẹp. Rồi chốt cho em set kẹp 25.000. 25.000 10 cây kẹp nha, có bọc vải luôn mấy chị, set kẹp 25.000. Ai chốt set kẹp cho em set kẹp 25. Rồi set kẹp 25 giùm em nha mấy tình yêu ơi, set kẹp 25. Rồi em qua mẫu tiếp, hết qua mẫu khác cho mấy chị ơi. Rồi ống loe nha mấy chị nha, ống loe. Ống loe giùm em size 19-20 ký vừa nè, chốt em mã mèo nha, mèo. Mèo giùm em nha, ống loe size này, ủa size này 15-16 ký mấy chị, size này 16 ký vừa nha, 16. Kẹp ha. Lo đó làm xanh hai dây lại, ok. Kẹp cho chị Tiền Nguyễn, ok, kẹp 25 với chị Tiền Nguyễn, ok chị yêu nha, kẹp 25.000. Mấy chị ơi đừng có bơm hàng giùm em nha, em chữ em nghiệp lắm luôn, có thiệt luôn á mà mấy ha. Sao mấy con ngừ đó tại mà em nói dù em chữ không có thiệt luôn mấy chị, em buồn ghê luôn á.
mình tốn tiền ship và mấy chị phải chữ cho lựa đã cái nư thiệt luôn, nghiệp em cũng chịu, nghiệp đứa thiệt luôn á mấy chị. Con người gì đâu mà vô duyên gì đâu á, mấy chị không mua mấy chị cũng thể là xem cho vui cũng được, mà mấy chị em đâu có bắt mấy chị phải mua đâu, thiệt luôn á, mua một đống luôn mấy chị. Rồi bây giờ là shipper điện không ngoan nghe hàng, không lấy hàng, từ chối nhận hàng, mấy chị thấy có ngủ điên không mấy chị. Rồi ok, em đang gây xanh lại cho ok tình yêu nha. Đây 69.000 rồi tình yêu qua, em còn size 18-19kg vừa đây, 17-19kg vừa nha đó. Nếu mấy chị chốt mấy chị thương giùm em nha, nhiều khi em kịp em kiểu hai đầu ship về em muốn say sẩm luôn á. Nhiều khi không có lời nhiều mấy chị mà ha, kiểu ship em bực lắm luôn á, em chửi hoài vậy mấy chị, nghiệp lắm luôn á. Rồi đây nè mấy chị, ai chốt thì lên giùm em nha. Bởi vì ai mà mua hàng bên em dễ thương em thì mấy chị khỏi cần, có gì vậy em cũng tặng quà mấy chị thiệt luôn á. Nhiều khi mấy chị chưa đủ chỉ tiêu hoặc là chưa đủ điều kiện nó tặng quà nha, em vẫn tặng mấy chị, đó là cũng như là vui vẻ vậy mấy chị. Đó, còn chị nào mua hàng lằng nhằng hay là bơm hàng thì thôi mấy chị ơi, đừng mua hàng bên em nữa thiệt luôn á. Rồi em có dây kéo mà sao luôn nha, nơ xanh giùm em 69, em có size 17-19kg vừa đây nè mấy chị đi qua. Ai vô trang cá nhân là tự bật con máu, bắt con máu như vậy. Ủa vậy hả? Rồi ai chốt nơ xanh lên nơ xanh, em còn size 17 nha mấy chị nha, đến 10 giờ. Đến cho em là 19kg vừa, em còn đúng 2 bộ. Đầm xanh 18kg chị bé Yến ok chị yêu nha, đầm xanh 69.000 chị bé Yến nè. Rồi em qua mẫu tiếp. Em lấy size 3X rồi ok cho chị bé Yến nè, 18kg ok cho chị bé Yến nè, ok chị yêu nha. Rồi qua mẫu tiếp mấy tình yêu ơi, qua mẫu tiếp. Em có nhiều đầm lắm, em cọc đầm hộc vàng đâu, tay lấy cọc đầm vàng. Anh ơi xong chưa? Rồi em qua tiếp nha, em có size đại tiếp, chờ em tí qua tiếp cho mấy tình yêu ơi. Có chị Tiền Nguyễn hôm qua chị có cái áo chống nắng nha, mà đơn chị chưa có đi, tại đơn đủ 100.000 em mới đi nha tình yêu ơi. Chị Kim Thanh đâu, hồi đơn hôm của chị hôm nay em đi rồi nha tình yêu ơi, em có báo đơn cái chị chưa, là em trừ cái bộ đồ đó cho 29.000 chị nhớ. Ok chị bé Yến nha. Mấy chị ơi, mấy chị nhớ gửi lại giùm em bộ đồ nha, em trừ trực tiếp bộ đơn, mấy chị nhớ gửi lại cái shipper giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi đây là ai chốt lên giùm em là váy xanh nha mấy chị nha, váy xanh đây nè mấy chị. Váy xanh giùm em thôi, em có size từ 18 đến 22, 17 đến 22kg vừa đây nè. Ai chốt váy xanh là váy xanh, cái này em có hai màu nha, màu xanh và màu xanh và màu vàng. Để em lên màu vàng luôn cho, rồi cái này em lên luôn bộ luôn. Cái này em còn size 19-20, 26-28, 29-30, 34-35. Rồi ai chốt mèo lên mèo giùm em nè mấy chị, mèo nhí 59 đã 69 mặt trước nè mấy chị mặt sau. Rồi kèm cái quần hôm nay xem mấy chị cái like 55-65 luôn được không mấy chị. Ủa chị Lê Hoàng váy xanh, à váy xanh cho chị Lê Hoàng ok chị yêu nha, váy xanh 22kg ok chị yêu, váy xanh 69.000 ok chị yêu. Váy xanh này có 22kg nè, đâu xa ít rồi. Rồi chờ em tí nha, em lên tiếp cho mấy chị cho. Chồng cái cọc váy màu vàng á, chồng ớt cho nó, chồng thấy em đây nè. Đúng rồi, thảy cho em luôn, để em cho mấy chị xem. Rồi 22kg luôn tình yêu ơi, 22kg luôn. 22kg, em có màu vàng đó nha, em lên cho mấy chị xem màu vàng luôn nha mấy tình yêu ơi, 69.000. Rồi mấy chị ai có đơn nhớ anh bốc giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi ai chốt mèo lên mèo giùm em nha, mèo. Chị Kim Thanh, ủa em báo con cháu em nó nhắn tin chốt đơn cho chị mà nó lằng nhằng sao ta. Ok chị Kim Thanh nha, tí nữa em báo đơn luôn á. Chị Thí Phạm Thanh, em có cái váy hồng kia tựa tựa giống cái váy này, vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Em có cái bạc kia mới xả ra đúng phong lông luôn, em bán một cái like em bán hết size 30kg cột cái mỏng biết dở ở đâu này. Tính em kiếm cho chị cho cái váy màu hồng đó đâu ta, đẹp lắm luôn á, 89.000. Chị có lấy em xem chị 79 luôn á. Lấy đầm vàng ok rồi, từ chờ em tí nha, rồi em lên mèo. Ai chốt mèo lên mèo giùm em nè mấy chị, mặt trước nè mặt sau này, rồi kèm cái quần ngố nè mấy chị đó. Dễ thương không? 55-65 nha, đây nhí 55 đợi 65 giùm em ho đây. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. Chuột ô mèo. Chị Phương My đâu, chị chưa đi. Mèo 30kg chị Thí Phạm Thanh ok chị yêu nha, 65 ngày hôm nay sale luôn. Hôm nay sale banh nóc luôn mấy chị. Rồi chờ em tí nha, em chốt nhưng mà cho mấy tình yêu mình luôn nè. Rồi bên váy vàng luôn, từ từ em lên váy vàng cho, hôm nay có nhiều váy lắm, chờ em lên từ từ cho. Rồi ai chốt mã này thì lên cho em là mã mèo, kèm số ký giùm em nha đây. Em còn size 19-20, 26-28, 34-35kg vừa nha. Rồi còn đúng 3 bộ, ai chốt thì lên mã giùm em ha. Chuột mèo kèm số ký nha mấy tình yêu ơi, mèo.
Rồi váy vàng nè, anh cho mấy chị xem váy vàng giùm em nè, mấy chị váy vàng đâu không? Váy vàng giùm em nha, đây nè mấy tình yêu ơi. Váy này không có size 30kg, để em kiếm váy 30kg cho chị cho. Đây vàng nè mấy chị đó, ai chốt vàng thì lên vàng y chang như vậy luôn mà. Váy vàng size từ 17kg đến 22kg vừa cho em nha mấy chị nha. Đây nè, 69.000 cưng ơi mấy chị, vải cực kỳ mát, mấy chị yên tâm nha. Vải này giống như vải kêu bằng đuổi, đuổi xốp á mấy chị, cực kỳ mát luôn, mấy chị yên tâm, cực kỳ đẹp đây. Tay là tay bồng nha mấy chị nha, cưng lắm. Còn chị nào mà có váy hoa thì đợi em về, nhưng mà chờ lâu quá mấy chị, cậu tuần sau mới về, tại hàng bây giờ nó bị Covid gì nó đi lâu như quỷ vậy. Rồi chốt cho em nha mấy tình yêu ơi, chốt cho em mã này nha, lấy đầm vàng nha, lấy đầm vàng 18kg. Vàng 22kg chị Lê Hoành luôn, vàng 22 là 69.000 cho chị yêu nè. Rồi lấy đầm vàng 18kg chị bé Yến 69 ok chị yêu luôn nha. 18kg của chị. Mười tám kg. Rồi ai chốt vàng nó lên vàng giùm em nha, em còn size đến 20kg vừa thôi mấy chị ơi. 18kg. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha, em qua mẫu. Em qua mẫu đi mấy chị. Ok vàng 20kg chị Bích Chi ok chị yêu nha. Bích Chi chị Bích Chi 69.000. Đơn chị Hiền Hiền chứa đi chị yêu ơi. Chốt em mấy chị ơi, mai em gửi luôn nha tình yêu ơi. Bích Chi chị Bích Chi 20kg ok, cảm ơn chị yêu nè. Rồi em lên xếp váy 30kg thôi, như xếp váy em còn màu khác á mấy chị, để em lên cho. Rồi váy nha, rồi cái hình mặt cười này nè mấy chị, hình mặt cười. Em có chốt cho em váy hồng nha, em có size từ 18 đến 25kg vừa, 75.000 đây mấy chị. Ở đây là cô tông tàu hàng xịn cho em nha, kèm giống như kiểu yếm á mấy chị. Có dây buộc eo luôn, hai cái túi là hai túi thật luôn nha, dễ cưng luôn mấy chị. Size 18 đến 25kg vừa, chốt em váy hồng giùm em nha, 75.000, cực kỳ xinh luôn á. Chốt em váy 75, em có bán quần chip luôn nha. Em có size từ 10kg nha mấy chị nha, đến 20kg vừa, hai cái quần chip 39.000. Có chị nào xem thì báo em nha mấy tình yêu ơi. Rồi em qua để con lấy váy đó. Lấy cổ này giúp ta. Rồi xét váy nè mấy chị, em còn mấy màu này nè, em xả luôn cho mấy tình yêu mình được không mấy chị? Đây xả luôn cho mấy tình yêu mình luôn nha. Ok nha, ok chị Trần Nguyên nha, em đang lên nè, chị xếp bộ hay cái gì cũng có hết trơn á, em đang lên luôn. Rồi mẫu này cho em nha, em còn size này là size mẫu này em còn size 17-18 nè mấy chị, là cái set váy nha mấy tình yêu ơi, set váy nha. Rồi sale trên like cho mấy chị hôm nay 39.000 luôn được không? Hôm nay giá sốc lắm luôn á mấy chị, bán 59 đó trời, giờ sale 39. Rồi size 28 nha mấy chị nha. 30kg nè, 30. 30 đến 33kg ha, 30 đến 33kg. Rồi size từ 18 đến 20kg vô, 18 đến 20. Rồi chốt cho em mã này mã mon nha, em xem mấy chị là 45.000 đi, mấy chị 45.000 đi. 45.000 cho em nha, xếp váy có quần bên trong, ai chốt mon lên mon đi, xả luôn 45.000 nhí đại luôn mấy chị đây nè. Ai chốt mon lên mon kèm số ký giùm em nha, xét váy có quần bên trong vải đẹp lắm mấy chị, cô tông 4 chiều bao giờ dặn cho mấy chị luôn đây. Ai chốt thì lên cho em mã này mã mon kèm số ký giùm em luôn nha, mon mon kèm số ký mon nha chị Thúy Trọng Thanh nè, 45.000 nha mấy tình yêu ơi, 45.000 cực kỳ rẻ luôn á, xét váy mà có 45.000 à. Ok
Ok nha, rồi ai chốt mo lên mo nhà em xét váy có quần bên trong nha mấy chị nha, mo giùm em ha, hôm nay xả 45.000 đây. Rồi ai chốt thì lên mã mo kèm số ký giùm em nha mấy chị nha, đây nè. 45.000 xét váy có quần bên trong luôn, màu này dễ thương quá mấy chị. Màu cam mà pháo đỏ, phối đỏ cưng quá. Rồi ai chốt thì lên giùm em mã này mã mo kèm số ký luôn nha, rồi em qua mẫu. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Ai chốt mo nó lên mo kèm số ký rồi em qua cái khác cho. Để em coi còn váy gì em lên cho mấy chị. Rồi mẫu này giùm em nha, em còn size 16 ký vừa nha, set vừa ống le size 16 ký vừa, mặt trước nè mấy chị, mặt sau nè. Cái quần ống le 69.000 cho em mã số 6. 16 ký vừa nha mấy chị nha, 16 ký vừa giùm em nha, chốt em mã số 6 luôn mấy chị ơi, quần ống le vải 3D loại 1 nha, mã số 6. Rồi ai chốt mã 6 lên mã 6 giùm em luôn. Rồi cái này giùm em là size 19-20 ký vừa nha, chốt em mã này mã số 8, 69.000 luôn con gấu. Đó rồi quần ống le mấy chị nha, vải cực kỳ đẹp, mấy chị nha, cái phong quần của em này đó, dễ thương lắm, 69.000. Rồi ai chốt rồi lên kem mã này giùm em là mã số 8 cho mấy tình yêu ơi, mặt sau nè mấy chị, mặt trước quần ống le. Rồi vải cực kỳ mát mấy chị nha, rồi chốt kem mã này là lên mã số 8 cho em luôn, 69.000. Rồi cái này em còn 2 set thôi mấy chị thôi, đây cái này em còn 2 set nè mấy chị. Có chị Thúy Phạm Thanh, mon mon 17kg xem bộ ngố, ok chị Bích Kim lên bộ ngố luôn cho mon 17kg cho chị yêu nè, cho chị Cẩm Nhung nè, chị Cẩm Nhung ha, 45.000 ok chị Cẩm Nhung mon luôn. 17kg chị Cẩm Nhung, 17 số 7 chị Cẩm Nhung. Chị Cẩm Nhung lấy số 7 đúng không ta? Ok chị Cẩm Nhung nha. Rồi có luôn ống len, có xe lớn luôn, để em lấy xe lớn cho coi cho chị ơi. Ngon chị Cẩm Nhung nè. Chị Cẩm Nhung ơi, cái này em hết số 7 rồi mà phơm này nó nhỏ lắm chị. Con em 15kg ra mặt số 7 rồi chị. Em lấy số 8 cho chị nha chị nha. Có xe có 45.000 lấy cho chị. Về bé hả mặt, có nếu mà vô thì mặt còn rộng tí thì để đó giùm em không. Rẻ lắm luôn, 45.000 thiệt luôn á. Rồi đây cái này em còn 2 set nè mấy chị ơi. Cái này là do có bộ nó dính, có bộ nó không dính mấy chị. Giống như là nó cái áo sẽ hơi bị dính màu tí xíu á. Rồi coi như là em bán mấy chị ha, em tặng mấy chị cái áo mà bán cái quần 49.000 đây nè mấy tình yêu ơi. Em có size này là từ 18kg nha mấy chị nha, 18 ha, 18kg vừa nha, 17, 18 đến 19kg vừa đây. Ai chốt hồng lên hồng giùm em nha, 49.000 cái set thủy thủ này nè mấy chị đó. Chị nào có size thì chốt đi mấy chị. Về giặt da nha mấy chị, về giặt da giùm em ha. Đó coi như em bán cái mấy chị cái quần nha, tặng cái váy nó hơi dính màu vàng vàng tí nha mấy chị đó. Giờ là giặt da giùm em nha mấy tình yêu ơi, 49.000. Bộ ống len đó 20-21kg là vừa chị, đến ra hàng khác có còn 22kg không. Rồi ai chốt mã này lên kem mã này nha mấy tình yêu ơi, hồng giùm em nha, xếp váy còn xếp thủy thủ nha. Rồi em qua mẫu tiếp, lên cái này chứ em để ống len ra, trời tí em lên ống len cho mấy chị cho. Rồi ngựa nha, bộ ngố giùm em luôn, ngựa nè mấy chị, ngựa nè. Ngựa em còn size 14-15 nha, đây cái quần nè mấy chị. Cái này nó sẽ là dạng là tay cánh dơ nha, phối bèo màu cực kỳ đẹp, mặt sau nè mấy chị, mặt trước nè. Em còn size 14-15. 30 ha. 30kg, 30, 32kg, 26, 27. 24, 25. Size 14, 21, 20, 22. 14 đến 16 kg vừa. Rồi mã này em chốt em sale mấy chị luôn, 55 65 luôn đây, ai chốt ngựa lên ngựa. Em còn 14 đến 16 kg size 20 nha mấy chị nha, 20 ha đến 35 kg vừa đây. Dễ thương không mấy chị, cực kỳ đẹp luôn đây, mặt trước mặt sau nè mấy chị, phối cho em cái quần ngố. Trời dễ thương quá. Vải hàng 3D mấy chị yên tâm nha mấy chị nha, bên em là loại 1 mấy chị, nhận về ai cũng khen hết trơn. Em tại có nhiều khách mua mối những cái bộ này lắm mấy chị. Ngựa 30kg chị ok chị yêu nè, 65.000, hôm nay sale banh nóc luôn á. Ngựa bà, ngựa 30. Rồi ngựa em còn size đến 20 á. Em còn size đến 20 ấy thôi nha mấy chị tình yêu ơi. Em còn size đến 28kg vừa thôi nha. Rồi ai chốt mã ngựa lên ngựa giùm em đó. Mấy cái mẫu này cưng lắm nè đây mấy chị, dễ thương lắm luôn. Ai chốt ngựa thì lên ngựa giùm em nha mấy tình yêu ơi. Mã ngựa, ngựa kèm số ký em còn size 14 đến 16kg ha, với lại size từ 20 mấy chị nha đến 28kg vừa. Rồi ai chốt thì em qua mã, rồi mấy chị qua mã
ống le này, ống le em còn mấy mẫu mà, ống le đâu ta. Đây ống le này mấy chị, ống le nha, đây em còn size này giùm em là size 29 30, 32 33 rồi 34 35, size này em còn size từ 29 đến 35 kg vừa đây nè mấy tình yêu ơi. Đây ở cái con chuột này đẹp lắm mấy chị, em có đăng hình cái mẫu này, cái em cũng có đăng hình hết trơn đây. 79.000 nha, size đại là 79.000 giùm em đây nè mấy chị. Nó cưng lắm, cái form nó chuẩn lắm mấy chị, mặc lên cực kỳ cưng luôn, khách em mặc lên phía bắc cưng lắm mà vải cực kỳ mát nha. Đây nè, form to lắm mấy chị yên tâm nha, mặc cực kỳ thoải mái cho bé không có bị cầu túng gì đâu mấy chị. Đây nè, rồi ai chốt chuột lên chuột kèm số ký mặt sau nè mấy chị, mặt trước nha, 79.000 giùm em ha, 79.000 quần set quần ống le nha, em còn size 30 thôi đến 35 ký vừa. Ai chốt thì lên em mã chuột kèm số ký luôn 79.000 để coi em còn váy gì em lên cho mấy tình yêu mình cho. Cái set này giùm em nha mấy chị nha, 95.000 giùm em thôi, 95.000 kèm cho em cái mũ luôn đây nè mấy tình yêu, kèm cho em cái mũ luôn, dễ thương lắm mấy chị đó. Đây em có size từ 15 nha mấy chị nha đến 20 ký vừa đây, 15 đến 20 ký vừa giùm em nha, cắt cực kỳ đẹp. Ai chốt mã này lên kem là mã thiết kế kèm số ký giùm em dễ thương mấy chị, thiết kế kèm số ký nha. Em có size từ 15 đến 20 ký vừa, vải co giãn đẹp mấy chị, có bé hình bé mẫu mặt, có ai chốt thì lên giùm em luôn. Rồi em qua mẫu tiếp. Chị Tuyền Nguyễn lấy cái bộ ống le size số 8 hả chị? Size số 8 hình con gấu á đúng không chị? Lấy size số 8 hả chị yêu? Nói chung bé chị mà kiểu như mà ốm ốm là mặc cái size được, tại vì cái form nó rộng chị, cái form nó rộng nhưng mà em phải trừ hao cho mấy chị đó. Nhưng mà cái form nó to nha mấy chị, nó to hơn bình thường rồi. Đây nè, chị lấy cái bộ con gấu hồi nãy đúng không? Đây nè, làm 30kg để em tí em lên cho em kiếm cái này, em lục ra cái này em thấy váy 30kg em lên cho tình yêu ơi. Đây rồi mã này nha, ai chốt mã này lên cái mã này, mã gấu nè mấy tình yêu ơi, gấu cho em nha. Đây mặt trước mặt sau này gấu em còn size 16kg với lại size chị Tiền Nguyễn chốt cái đó đúng không chị? Dạ ok chị Tiền Nguyễn nha, 69.000. Rồi em còn cái này nè chị, gấu nè, đây size to nè chị, size này em còn size 29 30 luôn nha. Đây chị có chốt thì chốt nha chị yêu ơi, đây cái này em còn size 29 30kg luôn nha. Đó là hình con gấu nè, chị hỏi em á có lấy thì báo em nha chị yêu ơi. Ok chị yêu nha, em lấy cái bộ đó cho chị. Ok chị nha, 69.000, 69.000 giùm em ha. Rồi ok chị Thúy Phượng Thanh nha, ok chị yêu. Rồi em chốt cho chị 30kg luôn ha, 30kg. Rồi em lên tiếp cho mấy chị, lên bộ tiếp nha mấy tình yêu ơi, lên bộ tiếp nha, chờ em tiếp lên từ từ nha. Rồi đây chốt với chị mã số 12 luôn nè, ok chị yêu, mã 12 cho chị luôn nè, 79.000. Chị Thúy Phạm Thanh, em có số điện thoại của chị yêu nha, chị thoại yêu khỏi lên số điện thoại nữa nha chị nha, chị lên một lần là app nó nhận diện được rồi chị. Rồi qua mẫu tiếp. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy tình yêu ơi, qua mẫu. Ơ váy này em cũng có 30kg nè mấy chị, đây nè. Ai chốt thì lên cho em gấu nha mấy chị nha, em có size từ 10-12 thôi đến 35kg vừa đây nè mấy chị. Đó 69.000, mấy cái váy này cực kỳ dễ mặc luôn á mấy chị, đây dễ thương không đây. Ai chốt thì lên giùm em nha, em có nhiều màu ha. Đây màu này mấy chị chốt cho em màu hồng, em còn size từ 12-11 mấy chị nha, đến 35kg vừa, 69.000 giùm em luôn, em xe cho mấy chị nhí đại. Rồi màu này chốt cho em màu lá nè mấy chị, màu lá áo phơm dễ mặc lắm mấy chị, bé mà có mặc hay có ốm thì cũng mặc lên cưng hết trơn á đó mấy chị, chốt những cái váy này. Ok chị Lê Mỹ nha chị yêu ơi, chạy 35kg nhiều lắm chị Lê Mỹ, lâu quá chị mới gặp lại chị yêu luôn á. Rồi đây ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha, đây nè đó, chốt thì lên mã này giùm em nha. Rồi mã này là mã lá giùm em luôn, size từ 11 đến 35kg vừa. Rồi lá nha, ai chốt lá lên lá nha mấy tình yêu ơi, lá lá.
Rồi con mèo. Rồi ai chốt mèo thì lên mèo giùm em nha. Mèo nè mấy chị đó, mèo giùm em ha mèo. Ai chốt mèo lên mèo luôn. Rồi em hết 69 ngàn nha mấy tình yêu ơi. Size dí đại luôn, 69 ngàn. Lá lá, lá 20kg chị Bích Chi. Từ từ em coi còn sao 20kg nha tình yêu ơi. Lá 20kg chị Bích Chi. Rồi lá 20kg chị Bích Chi. Ok chị yêu nha, lá 20kg. Lá 20kg chị Bích Chi 69 ngàn mấy chị. Em bán rẻ không, một cái đầm size dí đại luôn mà em bán bằng giá, bằng giá luôn á mấy chị. Rồi ok nha, em lên bộn tiếp. Rồi mèo. Mèo 30kg ha. Mèo 30kg chị Thúy Phạm Thanh. Ok chị yêu, mèo 30kg 69 ngàn luôn. Ok chị yêu. Mèo 30kg cái này là size dí. Rồi em qua mẫu tiếp, em lên bộ tiếp nha mấy chị nha. Quên bộ tiếp rồi, đây qua luôn, qua luôn, qua luôn. Qua qua mấy chị. Cái đầm tím này ha, em còn hai cái nha mấy chị nha. Đây em còn size này nè mấy chị, em còn một cái là size 29-30, với lại một cái là cái này là dây kéo ngoài sau luôn nha. Cái ren nó đẹp lắm mấy chị. Đây nè cái ren nè, em cho mấy chị xem cái ren của nó nè. Em còn cái này là size này là 18 nha mấy chị nha. 18 ha, 18 20kg nha. Đây 18 20kg, ai chốt thì lên giùm em nha. Tím em còn đúng hai cái ha, 18 đến 20kg. Với lại size 29-30, chốt em váy tím 69 ngàn luôn. Ở mấy chị, hàng là tem mát nè mấy chị mà, 69 ngàn cho em. Rồi ai chốt lên váy tím giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Váy tím kèm số ký giùm em luôn, còn đúng hai cái em xả với chị 69 ngàn. Rồi chị nào chốt thì chốt nha, size 18 20kg lại size 20-30, 21 29-30 tím. Dạ váy xanh ở trên là không có chị, váy xanh áo trắng ở trên em có size đến 16kg thôi. Lá mèo 17kg chị Cẩm Nhung. Xanh lá ok chị yêu, xanh lá cho chị Cẩm Nhung ha. Mèo nhà có rồi, ok chị yêu. Tím 30kg nè, tím 30 cho chị nè. Ờ tím, tím 22 em hết rồi chị Lê Hoàng. Tím này 18-20kg rồi chị yêu ơi. Cái này em có size này là cái gì quên rồi, 10-19, 18-20kg rồi chị. Hết hết size 22 rồi, có 22 là em gửi cho chị rồi. Ok chị Cẩm Nhung này, lá nè. Ờ lộn cái gì, ờ lá, chốc lá chứ quên chốc lá. Mã lá chị Cẩm Nhung chốt size số 7 hay số 6 chị yêu ơi. Form này form to nha chị Cẩm Nhung, chốt số 6 hay số 7 chị yêu ơi. Đây nè, form to nha, chốt số mấy báo giùm em nha chị. Rồi em qua mẫu tiếp. Rồi cái này em còn size 26-28, 26-28 size 15, size 14, 16kg vừa, 17-18, 17-20kg vừa. Em còn size 14-20kg vừa nha mấy chị nha, 14-20kg vừa. Còn một còn size đại là em còn 26-28, 21-22. Rồi ai chốt mã này lên kem gấu luôn. Có chị em đi phạm váy ba đêm có tay bồng thôi chị yêu ho. Có nha chị yêu ơi, váy tay bồng mấy chị muốn lên không? Có. Rồi đây nè mấy chị, có để em lên luôn cho. Rồi đây nè mấy chị đi qua đây nè, chốt cho em mã này nha mấy chị nha. Đây mã này giùm em luôn, em gấu giùm em nha. Gấu BR mấy chị, có BR giùm em là đây dễ thương mấy chị. Cái màu nó lạ lắm, nhìn cái quần mấy chị nhìn nè, hổng mơi mới sợ luôn á. Đây rồi em còn size 14 thôi chị ha, 14-28kg vừa. Đây ai chốt gấu lên gấu giùm em nha. Nhí 55 đại 65 giùm em luôn, đẹp quá mấy chị. 55-65 nha, ai chốt gấu thì lên mã gấu giùm em, in hai mặt luôn. Đây nè bộ ngố cho em nha, gấu kèm số ký. Chị nào chốt gấu thì lên gấu giùm em nha. BBR Burberry với mấy tình yêu ơi. Gấu nha, BBR kèm số ký giùm em ha. Gấu kèm số ký. Có xe đâu vậy em, có nha tình yêu, nhưng mà nằm trong đây để em lên cho. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em nha mấy chị nha. Gấu kèm số ký giùm em ha. Gấu em có size từ 14-22, gấu 22 chị Lê Hoàng, 65 ngàn. Ok chị yêu. Mấy chị mua những bộ này giờ mấy chị không có hối tiếc đâu, em nói thật luôn á. Mặt là con thích liền, em nói ai mua đồ này của em cũng nghiện ấy, mua từ từ là cũng mua nhiều lắm luôn á mấy chị. Rồi em qua mẫu tiếp nha. Ok chị Lê Hoành. Rồi mấy chị yêu ơi, qua mẫu nha mấy chị nha, qua mẫu, qua mẫu.
gấu vận bộ size nhỏ nè mấy chị, 39.000 nha. Size này 13-14kg vừa thôi. Ai chốt mã này là mã số 5 dùm em, size 13-14kg vừa xả mấy chị luôn, 39.000 còn đúng bộ. Rồi ai chốt lên dùm em nha. Đây lá nè, lá này dùm em là size này dùm em là 27-28kg vừa nha. Chốt em lá luôn, lá 45.000. Đây lá 45 nha, ai chốt lá là lá 45.000 mấy chị, lá 45. Rồi ai chốt lá lên lá giùm em ha, lá xa 27-28kg vừa mấy chị đây nè. Rồi 45.000, ai chốt mã lá lên lá giùm em, xếp vé có quần bên trong nha. Rồi qua mẫu. Rồi mèo này em còn xa 24-25. 24-25, 30-33kg vừa. Ok ok men lên nè mấy chị. Cái này em còn 24-25 nha, lại 30-33kg vừa. Ai chốt mã này lên cho em là mèo. Mặt trước nè mấy chị, mặt sau thôi, mỗi cái là hình khác nhau. Quần là quần cầu vồng giùm em luôn, quần này là quần cầu vồng mấy chị nha. Đây ai chốt mã này lên cho em mã mèo kèm số ký nha. Mèo em còn 24-25 ha, với lại size 30-33kg vừa. Ai chốt mã này lên cho em mèo nha mấy tình yêu ơi, mèo kèm số ký giùm em luôn. 65.000 còn đúng hai bộ. Xét dây hôm qua xét cho em lên quá trời luôn, có xét cho em. Dây này em còn size 34-35kg vừa á chị. Đây nè chị yêu ơi, đó nếu bé chị 30 mà to to là cũng mặc vừa luôn đây nè chị. Đó em xả luôn đây nè chị, ốc phơm cực kỳ to thôi. Em nếu mà chị lấy là em xả chị luôn 45.000 á. Nhưng em có những cái màu này, hình như hôm qua em còn màu lá đó thì phải. Mèo 30 ok, ok chị yêu, mèo 30 65.000. Mèo 30 65 cho chị ok. Qua mẫu nha mấy tình yêu ơi, qua mẫu nha. Cái váy ở đâu trời, cái váy ở đâu ta. Bà này em lấy ra em xả, nó khách do mà giữ đơn lâu quá em xả cho mấy chị chốt luôn. Mèo 33 em hết rồi chị Thi Đoàn ơi, qua màu khác giùm em nha. Mèo em hết rồi chị, qua màu khác giùm em nha. Rồi em xả cái này luôn mấy tình yêu ở đây nè. Chị nào có size chốt liền cho em nói thật luôn, em xả luôn chứ không có tiếc gì luôn đây nè mấy chị. Size này giùm em 20-22kg vừa nha mấy chị nha. Đây 20-22kg vừa cho em chốt, em xếp riêng em xem mấy chị luôn. 75.000 đây nè mấy chị. Cái đen của nó mấy chị nhìn nè, đây cái quần nữa nè. 75.000 ai chốt rồi xếp riêng nè, em mới thật hồi bữa tối em bán 175.000 đó mấy chị đây nè. Mấy chị nhìn cái đen của nó nè, em mới thật bao xịn sò luôn đây. Rồi ai chốt lên kem xếp riêng nha mấy tình yêu ơi, xếp riêng giùm em nha. Size 20-22kg vừa 75.000 cái quần riêng mấy chị nhìn nè. Dễ thương lắm luôn, ai chốt xếp riêng lên xếp riêng giùm em nha. 75.000 giùm em thôi, chợ mấy chị nghĩ cái quần còn chưa có giá 7. Chưa có giá 75.000 kiếm ra cho một cái set như là 75.000 mấy chị. Set riêng giùm em 75.000 giùm em nha, để em qua màu khác thôi. Rồi đây ai chốt set riêng nó set riêng giùm em nha. Set riêng giùm em nha, 75.000 nha mấy tình yêu ơi, 75.000 set riêng. Set riêng giùm em nha, rồi qua mẫu. Rồi cái này giùm em nha đây. Màu trắng nè mấy chị. Size 20-22kg vừa, size 20 nha mấy tình yêu ơi, size 20-22kg vừa, chốt em caro trắng. Caro trắng giùm em nha, 20-22kg vừa, ai chốt caro trắng lên caro trắng giùm em nha mấy tình yêu ơi, 69.000. Hàng này là em bán nói chung là chạy hàng lắm luôn, mấy chị hỏi em nhiều, hôm nay là chùa cho khách quen mà vậy nè mấy chị đó. Rồi chốt em mã này nha, size 19-22kg vừa ha. Rồi chốt em mã này, mã caro trắng giùm em luôn, đẹp lắm mấy chị, cái này của Minh Nga Kit vải cực kỳ đẹp. Rồi màu đen ha, màu đen là size 18kg giùm em nha. Đây màu đen nè mấy chị. Màu đen là 18-19kg vừa ho đen.
Mì đầu đen là 18-19kg. Mùa ai chốt caro đen lên caro đen giùm em luôn nha. Caro đen nè mấy chị đó, chị nào có đô nãy giờ sai tàn trùng sai có không mấy chị, mấy chị lấy đi đây nè. Caro đen giùm em luôn ha. Đồ bơi em có size nhỏ thôi chị, không có size to. Rồi ai chốt thì lên cho em caro đen nha. Mấy chị hỏi em xếp bộ em lên quá trời, thương lắm luôn á. Rồi ai chốt mã nào lên mã đó giùm em đi mấy tình yêu ơi. Rồi em qua mẫu tiếp. Cái con bò này em cũng còn duy nhất một bộ nè, chị có chốt bò lên bò nha, size 29-30kg vừa giùm em nè, đây nè 29-30kg vừa nha. Ai chốt bò lên bò giùm em luôn, đây mã bò nè mấy chị, mặt trước đây mặt sau nè, rồi kèm kem cái quần. Rồi ai chốt mã bò lên bò giùm em luôn nha, 65.000 luôn, 65.000 còn bộ duy nhất. Rồi qua mẫu bò. Ở cái váy tim này em có size 20 nha mấy tình yêu, 20-33kg mùa. Ai chốt váy tim lên váy tim sale mấy chị luôn 79.000 váy tim. Ngoài ra là có dây kéo nha mấy chị, ngay đằng trước nè mấy chị đó, tay vòng cho em dễ thương quá, có dây buộc eo luôn. Ai chốt váy tim lên váy tim giùm em 79.000 nha mấy chị yêu ơi. Dạ không chị bé Yến, mấy cái mẫu ngoài sao là em không có size to, chị không có size đến 18kg đâu, size nhí thôi mà chị yêu ơi. Có cái set đầu nãy mấy cái set caro á size 18kg ok, chị biết không lấy cái đó dễ thương lắm luôn á, tại vì chị khách mua quen rồi khỏi còn màu nào nữa, không đi lấy thêm tại vì mặc cái đó là dễ thương lắm luôn á. Rồi ai chốt váy tim này, váy tim giùm em nha mấy chị nha, em có size 20-33kg mùa nè mấy tình yêu ơi, 20-33kg mùa 79.000 nha, đây váy tim. Ai chốt váy tim thì lên váy tim giùm em luôn nha, váy tim. Rồi em qua mẫu tiếp. Váy tim giùm em kèm số ký nha. Chị bé Yến chốt mấy cái này đi cưng quá à, đây nè. Caro đen này 69.000 đúng đẹp luôn chị bé Yến, đây nè chị yêu ơi, đây nè 18kg ok, 18-19kg đây nè chị. Bao kiểu thương có 69.000, hàng này hàng của Minh nha, kiết đó tình yêu ơi. Còn có nha, có đầm dây hả? Nằm dây em không có 20kg, có bộ dây chị yêu ơi, có bộ dây 20kg nha. Rồi caro cho em nè, ai chốt caro lên caro giùm em không, caro đen nè 69.000 vải cực kỳ đẹp luôn á mấy chị. Đó ai chốt thì lên giùm em không, caro đen. Ok chị yêu nha, 69.000 rẻ lắm luôn á chị. Em còn màu trắng nữa, em còn màu trắng nhưng mà size là size 22kg ho, size 22. Cái set jean này cũng đẹp nè chị bé Yến, nhưng mà size nó hơi bự hơn con chị, có gì chị mua để dặn Tết cũng được. Ở đây nè chị yêu ơi, đây nè em sale cho nó hết luôn đây nè chị yêu ơi, có chốt thì chốt 75.000. Chị nghĩ bình thường mua bộ đồ 69.000 rồi đấy, cái 75.000 đây chị yêu nhìn nè, nhưng mà size to chị, cái này cỡ 20-21kg chị yêu ơi, 20-21-22kg đây nè chị, có chốt thì để dành cho bé đây cái ren nè. Đó có chốt thì báo em nha, có 75.000 thôi, cực kỳ xịn sò luôn á. Đây nè, một cái set pin như vậy luôn mà 75.000, ai chốt thì báo giùm em thôi, mấy chị mua để dành cũng được, tại vì em thấy nó rẻ, cưng khủng rẻ. Rồi em qua mẫu nha, lên thêm gì ta, lên đầu dây thôi, ok em lên đầu dây cho. Em lên đầu dây cho mấy chị chốt cho. Áo chống nắng 49.000 nha, em có size 15 thôi mấy chị thôi, đến 22kg vừa đây nè, 15-22kg vừa cho em áo chống nắng giùm em chắc này mấy chị ơi, 49.000 ai chốt thì lên cho em áo chống nắng riêng. Ok chị bé Yến nha, đấy đủ tiền 500k, ok chị yêu riêng cho chị Bích Chi, ok chị yêu nha, 75.000. Em nói thật luôn á, mà chị đó ba hồi bữa em không rủ bán, bởi vậy nhiều khi không dám giữ đơn cho mấy chị nữa luôn á, giữ gì mà giữ đúng lâu luôn á mấy chị, giữ đúng lâu luôn á. Riêng ok cho chị, riêng cho chị Bích Chi nè, ok chị yêu Bích Chi nè, thiệt luôn á, đẹp lắm. Chị Bích Chi này mua cái set đi nè, chị nói mua 300.000 cho em cũng được đó chị yêu ơi. Chị Bích Chi cái caro này chị chốt với chị size 21-22kg vừa nè chị, màu trắng nè chị đó, caro trắng cho em đây cưng ôm đây nè chị yêu ơi, đó chốt đi chị có 69.000 chốt kem caro nha, đẹp lắm, vải đẹp mấy chị ơi, yên tâm nha, cái này em nói vải đẹp là vải đẹp, mấy tình yêu ở đây nè, đó có chốt thì báo giùm em thôi, caro trắng nha.
Rồi em qua mẫu tiếp. Em lên mượn dây cho mấy chị cho. Mấy chị mua mấy chị tính đủ tiền hay quá vợ. Hai mấy chị ơi tính tiền đủ tiền hay quá vợ. Bộ dây em còn giờ lộn xộn như vậy nè, mấy chị có chịu lên em lên cho nha, mà nó hơi lộn xộn tí nha mấy tình yêu ơi, hơi lộn xộn tí nha. Ok chị Thí Phạm Thanh, em lên cái này có size to 30kg cho tình yêu này, bộ dây này chị yêu ơi. Đây bộ dây này mấy chị đây. Em lên màu mon trước nha, mấy chị cứ lên cái mã cái mã của em với lại kèm số ký em lục, nếu có thì em báo mấy chị nha. Đây nè mấy tình yêu ơi, bây giờ nó lộn xộn tùm lum, bây giờ em lên mã nha. Đó em lên mã nha, mấy chị chốt mã nha, thích màu nào thích chốt màu đó cho em ha. Rồi em kiếm có thì em báo mấy chị có, còn không mấy chị đổi qua màu khác nha. Đây mấy chị ơi, đây nè, dễ thương kêu mấy chị vải ra hàng 3D cho em nha, xem mấy chị nhí 45 đại 55 luôn. Đây em nói mấy chị mua về em chỉ khen thôi, thật sự không có chơi nữa, tại vải này là vải này là hàng thun lạnh, nó mát nè mấy chị, không bao giờ hư luôn mà không bao giờ cũ mấy chị, mặc sướng lắm luôn. Đây con mon mon giùm em nha, ngoài sau nè mấy chị, đó dễ thương lắm, cái quần bèo nè, cái phương quần này. Đó ai chốt mon lên mon giùm em nha, mon mon kèm số ký giùm em ho mon. Rồi gấu mã này chốt cho em vàng nha mấy chị, vàng nha, vàng kèm số ký giùm em luôn, dí 45 đại 55 vàng nè mấy tình yêu quay vàng. Đó vàng nha mấy chị nha, em lên nhiều màu mấy chị chốt đi, em lên nhiều hết một lượt luôn, rồi em kiếm size cho mấy chị vàng nè mấy chị, vàng giùm em nha. Đó ai chốt vàng thì lên vàng, vàng giùm em nha mấy tình yêu ơi, vàng size đến 35kg vừa giùm em nha, size đến 35kg vừa. Rồi vàng, rồi mã này chốt cho em gấu nha, gấu gấu nè mấy chị, gấu với hương quá, hai dây nha, vải cực kỳ mát mấy chị ơi. Gấu mấy chị biết sao không, con em mới đi học á mấy chị, nói sao em mẹ ơi con nóng quá con đổ mồ hôi, bởi vậy em mua em, tại vì giờ bé nó học lớp cũng như lớp mầm ớt trời mấy chị, nên là bé nó tự mặc quần không mấy chị, nên em phải đem những cái bộ đồ nào cho bé đi cho nó thoải mái, nên em hay bỏ mấy cái bộ này cho bé đi lắm, dễ thương mà nó mặc nó dễ chịu lắm mấy chị, bao mát cho mấy chị luôn. Rồi đây màu này chốt em là màu gấu nha mấy chị nha, đây gấu nè mấy chị, cái quần này ở ngoài sau là cái quần màu gì là phối cho mấy chị màu đó luôn nha, gấu. Rồi mấy chị cứ lên mã giùm em đi, rồi em chốt nha. Gấu gấu. Rồi màu này mấy chị chốt cho em là hồng, màu này chốt cho em là màu 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 chuột nha, chuột nè mấy chị, chuột. Chuột giùm em luôn, nhí 45 đại 55 nha mấy chị ơi, chuột nè. Rồi ai chốt chuột thì lên chuột giùm em ha, có sang nhí đại luôn, hai bé mà có cặp mấy chị mặc chung luôn. Rồi mã này mấy chị yêu chốt cho em là màu hồng, đó là em hết thôi, hồng nè mấy chị. Hồng. Rồi lên mã kèm số ký giùm em nha, có màu nào em báo màu đó, không có thì mấy chị đổi qua màu khác giùm em nha. Rồi chốt cho em nha mấy tình yêu ơi. Hồng, hồng, chuột, gấu, màu màu vàng, màu vàng, màu mon, ở màu lá nè mấy tình yêu ơi, lá nó này, lá là con ngựa, chốt em mã này màu lá nha, đây lá. Rồi chốt cho mấy chị yêu ơi, đó lên theo yêu cầu của mấy chị luôn á, dễ thương ơi luôn á mấy tình yêu ơi. Đây lá giùm em nha, ai chốt lá là lá giùm em ho, lá lá lá. Rồi ai chốt màu nào lên màu đó giùm em nha mấy chị yêu ơi, kèm số ký nha. Từ từ mấy chị lên từ từ giùm em nha, trời tới chợ sao nhiều quá vậy. Mon này, mon 30kg nè. Đầm dây cam có 15kg không? Đầm dây cam nào á chị, đầm dây cam. Đầm dây cam nào á chị yêu ơi, đầm dây cam nào á chị bé Yến ơi. Vàng 30, vàng, mon, ok ok, để em báo cho nha, từ từ em báo cho. Mon này, mon, ai chốt mon ấy, mấy chị yêu ơi, ai chốt mon vậy? Mon. Mon nè. Mon 15 nè, mon 15. Mon 30 nè, mon 15, mon 30 ha, mon 15, mon 30 để em coi có không nha. Này 30 có nè chị ơi, mon 30 có nha. Rồi mon 15 để em kiếm cái size 15 coi có không đây nữa. Mon mon. Rồi mon em hết, mon 15 em hết rồi chị yêu ơi, mon 15 em hết rồi. Đánh con cái này cái nè.
15 một chị, cái này size cỡ 18-19 kg chị đây nè. Em còn size nhỏ nhất là 18-19 kg chị ơi, đây 17-18 kg chị được không chị, đây nè 17-18-19 kg, 17-18 kg chị được thì báo em nha. Rồi mon 30, mon 30 cho chị yêu nè, mon 30. Mon 30 cho chị, mon 30 đâu rồi, mon dây 30 chị thậm chí thanh ok chị yêu nha, 55.000. Mon nhí 45 đại 55 nha mấy chị yêu ơi. Rồi mon kiểu thậm chí thanh nè. Rồi em cảm ơn chị Nga Nguyễn nha, đầm dây cam trắng, đầm dây cam trắng chị. Đầm dây cam này hả chị yêu ơi, cái quần này hả chị, đầm dây cam này hả chị. Cái này đúng không chị, cái set này hả chị yêu ơi, đúng cái set này không chị? Lá là chuột 20. Lá là chuột 20 cho chị Bích Chi. Lá là chuột ha, lá. Lá là chuột 20. Màu lá. Chờ em tí nha mấy tình yêu ơi, chờ em tí nha, lá là chuột 20 kg. Chết cha, lá hết luôn rồi. Lá chuột 20 ha, chuột còn không đây. Chị lá chuột em hết 20 luôn rồi chị ơi, ơi. Hết rồi còn gì đâu chị. Lá em hết rồi chị Bích Chi ơi, lá em hết, chuột em hết luôn. Ở lá còn 20 nè chị, qua lá còn 20 nha, lá còn 20. Lá cho chị với Bích Chi, ok chị yêu nè, lá 45.000 này cho chị Bích Chi nè. Ok chị Bích Chi, lá 20 nè. Chuột em hết. Rồi ai nữa ta? Xanh vàng 35 kg, xanh vàng 35. Xanh là màu nào ta? Xanh. Là xanh là con gấu bông bì. Xanh đúng không chị? Xanh với vàng đúng không chị ơi? Xanh vàng 35 cho chị. Ok chị xanh vàng. Xanh vàng chị Thi Đoàn, xanh vàng là 55.000 cho chị Thi Đoàn. Xanh nè, vàng nè, vàng, vàng cho chị Thi Đoàn luôn, vàng nhiêu ta, vàng 35 luôn, ok cho chị yêu 35 luôn, cho chị Thi Đoàn 55.000. Rồi ai chốt bộ dây thì lên dây giùm em nha mấy tình yêu ơi, dây nha, dây, không có màu này qua màu khác giùm em được không chị? Màu xanh em còn 15 nè chị Thi Đoàn, có lấy không chị yêu ơi? Màu xanh nè chị còn 15 kg nè chị Thi Đoàn, có lấy em còn dưới màu xanh là còn 15 kg nè chị ơi. Có lấy thì báo em nha, đây màu xanh này còn 15 kg nè chị. Màu xanh này em còn 15 kg, có lấy thì báo em nha, màu xanh. Chị ấy chỉ có một màu thôi nha chị. Chị với Bích Chi chỉ có một màu thôi nha chị yêu ơi. Rồi có ai chốt mã nào thì lên giùm em nha. Chị có 13 kg chị. Chị Linh Nguyễn vàng có 13 kg không hả? Vàng có 13 kg không hả? Để em coi vàng nha tình yêu ơi. Vàng em hết 13 kg không chị? Qua màu khác được không chị Linh Nguyễn ơi? Vàng em hết 13 kg không chị yêu ơi? Qua màu khác được không chị? Vàng em hết 13, qua màu khác để chị Bích Chi. Lộn qua chị vô. Qua màu khác để chị vô. Qua màu khác để chị. Rồi em qua bộ dây này nha, ai chốt thì lên giùm em ha. Đây mon em cũng còn 20 nè chị, đây nè. Đó có lấy thì báo em nha, cái này nó co giãn thoải mái nha mấy tình yêu ơi, đây nè chị, đó có chốt thì báo em không, mon cũng còn 20 nè, có lấy mon thì báo em mon nha, chỉ có một màu à. Đây nè chị Linh Nguyễn ơi, cái này cũng có 13 nè chị ơi, cái này có 13 kg nè chị, có báo thì báo chốt em nha, đây màu gấu ơi rì có nè chị yêu ơi. Rồi qua mẫu nha mấy tình yêu ơi.
Ở xanh là ủ xanh nè. Mon 20 chị Bích Chi, Mon 20 chị Bích Chi 45.000. Ok chị Bích Chi nha, Mon 20. Mon 20 chị Bích Chi, ok chị Bích Chi. Đây nè chị, màu xanh lá ha, màu xanh lá em cũng còn 10-15kg nè chị ơi, có lấy báo em nha, đây nè chị. Đó, màu xanh lá là em còn 15kg luôn ha, đây nè. Màu xanh lá giùm em nha. Mà con ngựa xanh lá ha, có lấy xanh lá thì cho em xanh lá rồi, em qua mẫu đi, tình yêu ơi, qua mẫu. Rồi cái này em còn 34-35kg vừa, cái là hàng vải thun lạnh giống như Minh Kimo mấy chị đây nè. 34-35kg vừa khủng long cho em 45.000 luôn, đây khủng long. Khủng long nha mấy chị nha, 45.000, 34-35kg vừa nha. Ai chốt khủng long giùm em khủng long nha, KL nha, viết tắt em KL cái quần này mấy chị. Rồi xem mấy chị 45.000 luôn, bộ dây hàng thun lạnh luôn. Đó, ai chốt lên em KL nha, rồi em qua mẫu. KL rồi qua mẫu mấy chị ơi, cái này em còn size 30 ha. 30, 33, 30. Cái váy này em còn một cái nha mấy tình yêu ơi, váy này em còn một cái thôi đây. Size này giùm em là 27 nha mấy chị nha, 27 28 kg vừa ha. 28 29 kg vừa. Chốt em nơ luôn, váy nơ, ai chốt váy nơ lên váy nơ giùm em nha mấy chị nha. Sao váy nơ 75.000 giùm em, váy nơ 75 luôn đây mấy chị ơi. Ngoài sao có dây kéo cái nơ này mấy chị. Đó, size này giùm em là 27 28 kg vừa nha, váy nơ. Chú em mã váy nơ giùm em nha, 27-28kg vừa nha. Váy nơ giùm em luôn, mã váy nơ. Rồi em qua mẫu. Màu hồng. Màu hồng em còn size 10. Em còn size 14-16kg vừa. Còn size đại là em còn 21-35kg vừa. Ai chốt mã này lên cho em, mã này mã hồng. Hồng nè mấy chị, quần nè mấy chị ơi, quần nè. Rồi ai chốt hồng lên hồng nha, nhí 49 đại 59 giùm em đây. Nhí 49 đại 59, ai chốt hồng lên hồng. Cái con mấy con này là hot trend đó mấy chị đây. Hồng giùm em nha, tình yêu nào chốt hồng thì lên mã hồng giùm em luôn, 49 59. Size nhí là em còn size từ 14-16kg vừa, còn size đại em còn 21-35kg luôn. Rồi ai chốt mã này lên kem mã hồng kèm số ký giùm em nha, còn mỗi cái có mấy bộ rồi mấy chị. Hồng hồng. Hồng giùm em nha mấy tình yêu ơi. Quần caro bé 25kg em hết rồi chị yêu ơi, quần caro bé 25kg em hết rồi. Rồi mã này chốt cho em luôn nha, cam. Cam giùm em nha, cam. Hồng 22 chị Lê Hoành là bao nhiêu mấy chị? 4959 đúng rồi, 59.000. Cái này em sale nha, cái này còn 4959 à. Mấy chị có đơn nhớ inbox giùm em, mấy chị đừng bơm hàng em thiệt của em chữ nghiệp lắm luôn á mấy chị. Ok cho chị Lê Hoành nè. Rồi em qua mẫu cho mấy tình yêu ơi, qua màu nè mấy chị, màu cam nè mấy chị. Rồi chốt cho em mã này nha. Màu cam đâu ta? Đây màu cam nè. Ủa màu cam có nhiêu đây hả ta? Để em coi kiếm cái màu cam có nhiêu đây. Rồi cam nha, ai chốt cam thì lên cam giùm em ha. Cam em còn size 21-22. Size 8-10. Size 10-12, size 15-16. Đây ai chốt cam lên cam giùm em luôn. Cam còn đúng mấy bộ đây nè mấy chị, cam nha. Tiêu nào chốt cam thì lên mã cam giùm em ha, cam. Ô cam còn 29-30, 32-33 nữa nha. Ai chốt cam lên cam giùm em luôn, cam nè mấy chị. 4959 giùm em nha, ai chốt cam thì lên mã cam giùm em kèm số ký nha mấy tình yêu ơi, cam. Cam kèm số ký giùm em nha, mấy chị nhớ theo dõi trang bay nha mấy chị. Em cũng sẽ nói chung là cũng sẽ luôn cập nhật những cái mẫu mới mới cho mấy chị ha. Rồi cam. Cái bao đâu hết rồi mấy chị. Rồi cam nha, ai chốt cam lên cam. 4959 giùm em ho, cam. Ủa thi đoàn có nè chị, thi đoàn cho em thấy comment của chị nè. Ok chị yêu nha, một cái là 15kg, cái là một cái là 35. Ok chị thi đoàn em thấy chị vô rồi, 59 nè. Rồi cam 22,
cam 22 cho chị. Dạ không, chị Loan Cam không có ao trắng cho bé 25kg rồi. Cam 22 cho chị yêu 59.000 luôn nè. Cam 22 nè. Rồi 15 với lại 35kg ok cho chị yêu nè. 15 với 35kg nè. Màu cam dục văn bên đi. Màu cam màu hồng nè. 15 với 35. Mười lăm là 35 cho chị Thi Đò. Rồi em qua mã khác nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu. Màu tím. Màu tím là em còn size 14, 15. Size 21-30kg vừa ha. 21-30kg vừa. Thôi đây tím nha mấy chị. 4959 nha đây. Tím. Màu tím này ngọt ghê với mấy chị. Ai chốt tím lên tím là cái mã này nó in có một mã anh em sale 4959 rồi. Đây là tím. Ai chốt tím lên tím giùm em nha mấy tình yêu ơi. Mã tím giùm em ho tím nha. Đây. Và ai chốt tím lên tím giùm em. Tím em còn size 14, 15. Size 21-30kg vừa. Màu tím giùm em luôn. Ai chốt tím lên tím nha. 4959 giùm em thôi. Tím tím. Màu tím. Chuột em còn ha. Dạ không chị đâu cam đâu. Em không có bé ấy áo lẻ chị. 59.000 22kg cho chị tím nè. Mấy chị chốt chắc giùm em nha mấy chị ơi. Khách mới mà em cho mấy chị mua nhiều quá. Mấy chị chốt chắc giùm em thôi. Đừng có bơm hàng em tội nghiệp em nha mấy chị nha. Em không có lời nhiều hết trơn á. Mình chốt mình thương thôi. Thích mình chốt mấy chị. Còn không thì thôi thôi. Mình coi cho vui cũng được. Đừng ấy xong xả hàng của em tội nghiệp em lắm luôn á. Rồi em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi. Cái bộ bình này em còn bộ nè mấy chị. Vải này mấy chị hàng Quảng Châu giùm em thôi. Hàng Quảng Châu nha. Size này giùm em là 20 nha mấy chị ơi. Size này size to đó mấy chị. Cỡ này là 24-25kg vừa nha. 24-25kg vừa. Chốt em bịch luôn quần là quần váy nha. Hello chị Linh Lê nha. Hello chị Linh Lê. Rồi đây giùm em mấy chị. Cái này em còn bộ à. Bộ áo đen hả chị, không có rồi chị. Em có áo màu như vậy á, màu hồng, màu tím, màu xanh, màu vàng đồ thì có chị. Cái áo trắng, áo đen em không có rồi. Nó không phải có họa tiết gì được không chị. Rồi đây nè, ai chốt vịt lên vịt giùm em nha. Quần này quần váy luôn mấy chị. Size 24-25kg vừa nha. Quần váy ai chốt vịt lên vịt nha. Hàng Quảng Châu cho em vải cực kỳ đẹp đây. Rồi 69.000 ai chốt vịt lên vịt giùm em. Còn muốn bộ duy nhất là mấy chị vịt giùm em nha. Đó, ai chốt vịt thì lên mã vịt giùm em luôn. Vịt. Rồi màu lá. Lá giùm em, lá em còn 21, 22, 17, 18, size 30, 33. Rồi ai chốt màu lá lên lá giùm em luôn nha. Lá nè mấy tình yêu ơi, lá nè. Vịt ok, vịt cái chị Hiền Hiền nha. Vịt 69.000. Chị Hiền ơi, vịt này là size 24, 25kg nha chị yêu ơi. Chị Hiền, vịt này là 24-25kg nha chị ơi. Em có nói số ký rồi nha. Sợ coi mấy chị giờ không vừa, mấy chị đổi lại em tụi nghiệp em nha. Vịt này 24-25kg chị Hiền Hiền ơi. Vịt 69.000 đẹp lắm luôn, quần váy nữa chứ dễ thương quá. Ok chị Hiền Hiền nè. Rồi màu lá. Lá em còn 17-18. Lá em còn 17-18, 21-22 với lại size 30-32kg vừa nha. Ai chốt màu lá lên lá giùm em luôn mấy chị. Lá nè mấy chị. Lá ha, ai chốt lá mấy tình yêu mình lên mã lá. Nhí 49 mấy chị nha. Nhí 49 đại 59 luôn, rẻ cực kỳ rẻ đây. Màu lá.
Tiêu nào chốt lá thì lên mã lá giùm em kèm số ký nha mấy chị nha, mã lá. Lá kèm số ký giùm em ha. Đưa chưa chị Hiền Hiền, đơn chị chưa đi nha. Hôm nay chị chốt với mai em báo đơn là em gửi luôn á. Ok, xem mấy mẫu đầm 27kg hả chị yêu ơi. Rồi ok, em lên đầm 27kg luôn cho. Chờ em tí với mấy chị muốn xem gì báo đây. Đầm dây bi ngoài xa em có size 8 đến 16kg vừa mấy chị nha, đây nè mấy chị. Hàng TH em bán cho mấy chị nguyên cả set như vậy. Giá kinh khủng rẻ, 59.000 đồng không mấy tình yêu ơi, đây nè. Giá kinh khủng rẻ luôn mấy chị thấy em đây nè mấy chị. Kèm cho em cái quần nha, rồi cái set váy cho em nó sẽ có hai lớp y chang nha, bé mẫu mặt sao. Tại cái này là hàng TH mà mấy chị, đó đâu phải hàng rẻ đâu, đây nè. Đó hai lớp cho em thôi, đây 59.000. Ai chốt set bi đen, set bi đen giùm em có size 8 đến 16kg vừa mấy chị nha, 59.000. Trời dễ thương quá, dễ thương luôn. Dễ thương vô cùng. Cái đầm này em còn hai bộ thôi, ủa còn bộ ở đâu ta? Đây nè mấy chị, em còn hai set nha, 79.000 đầm cái này giùm em là size nha. Cái này giùm em chốt cho em là váy cà chua giùm em thôi đây. Em còn cái này là size 16kg nha, size này là size 16. Còn size này giùm em là size. Rồi em còn size từ 10 size này size gì trời. Rồi em còn size này 16 thôi đến 18kg vừa đây nè mấy tình yêu ơi. Ngoài sau là có dây kéo nha, ai chốt lên nha em váy cà chua nha. Trời đi học mà cho mặc cái này cưng quá, các em để cho các em bộ của mấy tình yêu ơi, chứ cái này nó xinh xỉu luôn á. Xỉu xỉu đau luôn là có thật á mấy chị, đây nè. Dễ thương ơi luôn, đây cái form này mấy chị 79.000 nha. Em còn size từ 16 đến 18kg vừa nha. Chốt cho em luôn 79.000, dễ thương quá. Váy cà chua giùm em nha, rồi em qua mẫu tiếp đi mấy chị. Qua mẫu nha, dễ thương quá em để cho. Ai mất con mã này em mất. Mất có mặc cái này không? Đó. Cái này là cà chua nè. Mất cả cà chua của mặt ống này nè. Con thấy không? Cái này mặc không? Đó. Giờ để mày đỡ để cho con đi học. Ờ rồi em qua tiếp nha mấy tình yêu ơi. Lai đồ con gấu quần rằng ngoài sau đi. Một con gấu nào á. À cái này hả chị, cái này của bé trai. Cà chua không có 27kg rồi tình yêu ơi, 27kg em có mẫu khác chị, chờ em nha, em lên cho. Rồi tại em có hai cái set đuổi này em sale luôn, chờ chờ em tí đi. Mấy chị ơi, set đuổi này em còn hai bộ ha, đây. Để lấy cẩu quần da giùm mẹ đi con, cẩu quần da giùm mẹ đi, mày dắt đi. Mấy giờ em còn hai set đuổi này em sale mấy chị luôn 59.000 nha, đây nè mấy chị, ai chốt thì lên giùm em nha, đây. Cái này là tay hàng sản nè mấy chị, đó cưng chua, size này giùm em là 18kg vừa nha, đây 18kg vừa nha. Rồi ai chốt mã này lên giùm em thôi, cái bộ này giùm em là 18-19kg. Còn cái size này hình như là 35kg nè mấy tình yêu ơi, 30kg nè. Dễ thương quá, xem mấy chị 59.000 luôn đây. Rồi bộ này giùm em 30-35kg vừa ha. Đây 30-35kg vừa đây. Rồi ai chốt mã này lên kem vàng nè mấy tình yêu ơi, đây vàng nè mấy chị. Không cái này 27-30kg thôi, cái này 27-30kg thôi. Đây chốt cái đặt cái này đi chị, ở cưng quá chị, đây nè. Dễ thương lắm luôn á chị, chốt cái set này đi. Ai có size chốt với mấy chị ơi, em còn size 18 nha. 18-19kg với lại 18kg với lại size này là 28-30kg nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, 59.000 cái set này. Vàng giùm em nha mấy chị nha, vàng. Mất xong kêu mẹ nha. Vàng này mấy tình yêu ơi, tay hàng sản cho em dễ thương quá. Cái này em có hình của bé mẫu mặt dễ thương lắm luôn á. Em còn size 18 với lại size 28-30 nha. Quần rằn con gấu là cái gì chị Lan Cam ơi? Quần rằn con gấu là cái gì tình yêu ơi, không biết luôn á. Rồi em qua mẫu nha, em qua mẫu đây nè chị yêu ơi, cái này có 27kg nè. Này chị ơi, em có size này là từ 18kg ha, đây đến 30kg vừa.
Chị thi đồ ăn 40kg không vừa. Tại vì chị biết sao không? Chị biết sao cái vải đuổi đó nó chỉ là mát thôi, nó không có độ co giãn nên em sợ. Nó không phải như để thun bình thường, nó là vải đuổi với chị, vải đuổi mềm mà em sợ nó không có co giãn nên em không dám lấy nhiều. Mấy chị đây nè, cái đầm này giùm em hả, 79 ngàn. Ai chốt mã này lên cho em là váy hồng kèm số ký giùm em nha, 40kg em sợ không vừa. Tình yêu qua đây nè. Rồi chốt mã này lên cho em váy hồng nha, em có size 18 thôi, tình yêu hơn 18 giùm em nha. Đến 30kg vừa đây nè, dễ thương lắm nha, dây bụng eo ngoài sao cho em luôn đó. Rồi ai chốt váy lên váy giùm em ha mấy tình yêu nha, váy. À, em có set ống le được không? Em có set ống le 35kg được không mấy chị? Được không mấy chị, sẽ ống le 40kg được không? Được thì báo em cho chị em tí nha. Dạ em có set ống loe được không mấy chị? Em có set ống loe được không? Đâu điện thoại của mẹ đâu ta? Rồi ai chốt mã này lên cho em váy hồng kèm số ký nha. Chị Lan Cam ơi, cái bộ mấy cái bộ keo mà sao là có size từ 16kg đổ xuống giùm em thôi chị nha. Từ 16kg đổ xuống giùm em thôi, không có size đại mấy chị đừng có quan tâm nha. Có size đại đừng có quan tâm mấy mẫu ngoài sao giùm em nha. Tại cái đó là hàng TH đó, nó có size từ số 1 đến số 7 thôi, là có size nhí thôi mấy chị, không có size đại. Rồi váy hồng này giùm em nha, ai chốt váy hồng lên, váy hồng ra mấy chị, những cái váy này cưng lắm luôn ở đây nè mấy tình yêu ơi, dễ thương lắm luôn. Em có size 18 nha, đến 30kg vừa. Ai chốt váy hồng thì lên váy hồng giùm em ha. Còn không thì em có set ống loe mấy chị, như size lớn thì em có set ống loe. Con tự mặc được mà, con tự mặc đi vô không có được, con té là té xuống bây giờ á. Ừ, giờ tự mặc ấy. Đây cô gái nè mấy chị, cô gái em còn hai bộ thôi đây. Em còn size 30 đến 35kg vừa, cái này 40kg vừa chị, tại form nó to đó, em bé cho khách 38 40kg cũng vừa đây nè chị. Rồi ai chốt CG lên CG viết tắt giùm em là cô gái nha mấy tình yêu ơi. Được, cái mẫu đó chị là của bé ấy thôi à. Cái mẫu này, mấy mẫu này nè chị, là cái này của bé trai thôi. Đây cái này mấy hàng mẫu trên đây toàn đẹp nhưng mà có size nhí thôi mấy chị, thông cảm giùm em thôi, size đại mấy chị chọn mẫu khác giùm em mấy chị. Tại vì hàng TH, hàng thiết kế nó có size nhí thôi mấy tình yêu ơi, nó không có size đại. Thật sự luôn á mấy chị, thông cảm giùm em thôi. Rồi đây, cô gái nè mấy chị CG, em còn size từ 30 thôi đến 35kg vừa đây nè, mặt trước mặt sau nè mấy chị. Form này to lắm, số 14 em mặc còn vừa mà nè mấy chị, yên tâm thôi, bé mặc là rộng rãi thoải mái luôn đây nè mấy chị, con tự mặc được đúng không? Đó đúng rồi. Rồi cái quần này mấy chị, em còn size 30 đến 35kg vừa nha. Đây, chốt cho em mã này là mã CG giùm em ha, CG đây. Cô gái nha, đây 65 ngàn giùm em nha mấy chị nha, vải hàng 3D loại 1. Ai chốt CG mình lên CG kèm số ký giùm em nha, em còn 30 giỏi quá. Đến 35kg vừa nha, CG. Rồi cái này em còn một bộ 21, 22, chốt em mã số 9 luôn, 65 ngàn mã số 9 đây nè mấy chị. Mấy cái màu này sao nó cưng dữ lắm mấy chị ơi, thật sự luôn đây nè. Cái quần mấy chị nhìn cái quần ngố cầu vòng cho em nè, đã lắm mấy chị, mặc không bao giờ bị run chỉ bung đáy gì hết trơn á. Có nha chị Loan Cam ơi, em có đồ 25kg nha chị. Đây nè, em có đồ 25kg, có những cái mẫu này thôi mấy chị đây nè. Rồi ai chốt lên giùm em nha, size này 21, 22kg vừa. Chốt em mã số 9 nha mấy chị nha, mã 9, 65 ngàn. Ai chốt mã 9 thì lên mã 9 giùm em luôn.
Rồi em lo từ màu cho mấy chị xem nha mấy chị nha. Em lo từ màu cho mấy chị xem thôi, mã số 9 giùm em nha. Ai chốt mã 9 thì lên mã 9. Rồi màu hồng. Hồng em còn size đến 35 kg vừa, 21 đến 35 kg vừa ha. 21 đến 35 kg vừa. Rồi em còn một bộ size nhí là size 13 14 kg nha. Rồi ai chốt hồng lên hồng. Không có chị Lan Cam ơi, cái đó là em còn lẻ size thôi chị. Em còn lẻ size một cái, một cái, hai cái thôi. Em đọc cái size nào là chị chốt size đó giùm em thôi. Tại vì cái đó nó không có size với chị. Cái đó là em hết rồi, em còn ở cái một ít thôi à. Nên là mấy chị ơi, cái nào có size thì em báo có nha mấy tình yêu ơi. Rồi màu hồng nè mấy chị. Hồng nha, ai chốt hồng lên hồng giùm em. Hồng nhí bôn 9 đại 59 nha. Hồng em còn size 12, 12, 14 kg. Chứ lại size 21 đến 35 kg vừa đây. Ai chốt hồng thì lên mã này mã hồng giùm em nha. Nhí bôn 9 đại 59 quần cầu vồng nè mấy chị. Bôn 9 59 hả? Hồng hồng. Ok chị Lan Cam. Chị Lan Cam chốt bộ cô gái 30kg đúng không? Chị yêu ơi, chị chốt bộ 30kg đúng không? Mấy chị chốt chắc giùm em nha. Tại em thấy mấy chị avatar ảo em cũng sợ lắm luôn. Ôi quên, chị Lan Cam lên kèm số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị Lan Cam lên kèm số điện thoại đi chị yêu ơi. Cô gái 27 xe không có rồi chị. Cô gái 27 xe không có nha. Cô gái em có size 30 đến 35kg vừa thôi. Rồi hồng nha, ai chốt hồng lên hồng giùm em đi mấy chị ơi, mã hồng. Hồng giùm em nha, hồng. Đây nè, em có bộ này 20 mấy kg nè, chị có chốt thì báo giùm em ha. Đây nè chị, bộ này còn bộ này, đây nè chị yêu ơi, đây nè. 27 kg nè, 26 đến 28 kg vừa nè, có chốt bộ này thì báo em, nó cũng là hình cô gái luôn nè chị đó. Chốt kem mã này mã số 11 nha, 26 28 kg. Ơ mấy chị chốt rồi đừng có bơm hàng em, tại sự em sợ nít, mấy cái nít ảo lắm luôn á chị Lan Cam ơi. Có lên có lấy thì báo em số điện thoại luôn nha, tại em sợ mấy chị avatar ảo lắm luôn, họ sự luôn á. Rồi ai chốt mã này lên cho em mã này nha mấy tình yêu ở đây nè mấy chị. 26 28 kg vừa nha, đây hình cô gái nè, đó cũng là hình cô gái luôn. Đó ai chốt thì báo giùm em nha, cái quần nè mấy tình yêu ơi đó. 65 ngàn em còn đúng bộ ha, 65 ai chốt thì lên cho em nha, mã 65. Mã số 11 giùm em thôi, 65 ngàn. Rồi em qua mẫu. Mấy chị cũng muốn xem gì thì báo em nha mấy tình yêu ơi. Áo chống nắng giùm em, em có size từ 15 đến 22 kg vừa nha mấy tình yêu ơi, đây áo chống nắng giùm em nè, đây nè. Áo chống nắng nha, đây size từ 15 đến 22 kg vừa nha, tùy theo size và màu khác nhau mấy chị nha. 49.000 giùm em luôn, ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên giùm em thôi. Và áo chống nắng nha, 49.000, em có size 15 đến 22 kg vừa nha. Rồi chốt cho em mã này nha mấy tình yêu ơi. Cái mẫu đó là size đại là 65 ngàn nha chị yêu ơi. Rồi ai chốt mã này, em thấy mấy chị hay mua hàng hay là ngàn hay bơm hàng chị em thấy cái tư cách chị nói chuyện giống cái bà chị Ngô ấy lắm luôn á. Mà Ngô thu dù sáng em mới chữ bơm hàng luôn á, thiệt luôn á. Em thấy mấy chị mua hàng là ngàn em sợ đó mấy chị ơi, em sợ mất công mấy chị bơm hàng còn nghiệp em. Rồi đây ai chốt mã này thì lên mã này giùm em nha. Áo chống nắng nha mấy chị nha, size 15kg ho đến cho em là 30 đến 22 kg vừa nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt mã đó thì lên mã đó giùm em nha. Rồi em qua mẫu tiếp.
Rồi màu bơ giùm em nha, bơ nè mấy chị, bơ. Bơ em còn size 14, 15 ha. Với lại size từ 21 đến 33 kg vừa bơ. Chị Thi Đoàn ơi, áo chống nắng không có 35 kg rồi chị yêu ơi. Không có 35 kg, chị có size 15 kg thì có 35 kg em không có rồi. Tại là size nhí thôi chị, còn chị size em vừa đô nó càng nhí hơn nữa. Cái cỡ 8 đến 17 kg mà dễ thương lắm luôn á. Nó không có size to, có size to là em cũng lấy về phục vụ cho mấy chị rồi đây. Rồi màu bơ nè. Bơ em còn size 14, 15 với lại 21 nha mấy chị nha đây. 21 đến 35 kg vừa, ở lộn bến 33 kg vừa đây màu bơ. Ai chốt màu bơ lên bơ giùm em mấy chị nha, nhí 49 đại 59 giùm em luôn. Mấy cái màu này dễ thương mấy chị chốt với mấy chị. Dễ thương lắm luôn mà giá cực kỳ rẻ luôn á. Ai chốt màu bơ lên màu bơ giùm em. Em có mấy cái set ống loe nè, em sale mấy chị 39 ngàn luôn nha. Chị nào chốt được thì chốt thôi, mấy tình yêu hoa đây nè mấy chị. Ai chốt được thì ủng hộ em nha. Đây size này giùm em là ha 30 31 kg vừa nha. Chốt em màu sữa luôn á. Ai chốt được thì chốt em size 39 luôn. Rồi màu sữa giùm em nha. Ai chốt sữa lên sữa giùm em ha. Màu sữa nè mấy chị. Size 30 31 kg vừa màu sữa nha. Xét ống loe em sale luôn 39 ngàn đây. 39 ngàn giùm em nha mấy tình yêu ơi đó. Ai chốt được cái gì thì chốt ủng hộ em. Chị Thi Đoàn có chốt cái này chốt với chị. Cái này em bán đúng rẻ luôn. Còn vài bộ 35 kg màu dễ thương không mà em sale cho chị lộ chốt luôn. Chị có chốt được gì chốt ủng hộ em nha đây nè chị yêu ơi. Rồi màu cam 34 35 kg này chị phơm to lắm chị Thi Đoàn đây nè chị yêu ơi. Em mặc là muốn vừa luôn ở đây nè chị. Đó 39 ngàn luôn á, em xả luôn á, ai chốt được thì chốt. Áo nắng 16kg chị Thi Đoàn, giờ ok chị Thi Đoàn để em lên màu cho chị chốt nha. Em có nhiều màu chị Thi Đoàn ơi. Rồi 34, 35kg vừa này đây nè mấy chị. Chốt cho em cam nha, cam luôn 39 ngàn vừa ống le cho em thôi đây nè. Rồi ai chốt cam lên cam giùm em nha. Cam 39 ngàn giùm em ho, cam 39. Cam, ai chốt cam thì lên cam giùm em nha, mã cam. Cam cam. Ủa máy màu ở đâu ta? Rồi màu lá nè chị, lá có 34, 35 luôn đây, màu lá nè, lá nè. Ai chốt lá lên lá nha, 39 ngàn màu lá nè. 39 ngàn giùm em nha, em xả cho nó hết chứ bình thường không có giá này đâu mấy chị ơi. Lá 39 ngàn, mã lá 34, 35 kg vừa nha, mã lá cam. Rồi ai chốt màu nào lên màu đó giùm em thôi. Áo nắng ha, 16 kg hả chị. Áo nắng 16 kg là em có màu này là màu đỏ nè chị, màu cam á, màu cam đất. Cam ho, cam lá cho chị Lê Mỹ. Chợ chị về mới thấy chị Lê Mỹ luôn á. Chợ chị Lê Mỹ chốt em sẽ có 39 ngàn. Chị Lê Mỹ ơi quá xuất sắc luôn á. Nói thật luôn á, vậy vậy cộm sữa 35 cái em không có rồi chị. Sữa 35 cái em không có tình yêu ơi. Em còn size 33 kg rồi chị. Để em coi còn màu gì. Chợ 39 ngàn mấy chị tin được một bộ đồ này là 39 ngàn. Mấy chị nó dày cỡ này nè. Cái này bởi mấy 59 ngàn hôm nay xem mấy chị mua bình thường ốc còn rẻ không. Mấy chị em miễn ship cho mấy chị nữa. Ok chị Lê Mỹ nha. 39 ngàn, trời ơi, dễ thương lắm luôn á. Màu sữa em còn đến 32 kg thôi mấy chị, 32 kg nha. Ôi, màu sữa có 35 kg nè chị yêu ơi, cho chị Thi Đoàn. Rồi, cái chị Lê Mỹ là 35 kg cho, ôi, chỗ sữa nè, sữa 35 kg chị Thi Đoàn em có cho chị yêu ơi, 39 ngàn luôn. Rồi em lên 35 kg cho mấy chị lựa cho nè. Nhiều mẫu 35 kg lắm luôn á. Rồi sữa cho chị Thi Đoàn rồi nha chị yêu ơi. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chị nha, sữa. Rồi áo nè chị ơi, áo chống nắng chờ em tí nha. Rồi áo chống nắng 16 kg là em có màu cam đất nè chị yêu ơi, màu cam đất nè. Màu cam đất ho, màu này là màu xanh lá nè chị, màu lộn màu xanh pin. Màu xanh pin nha.
Rồi lấy màu nào thì báo giùm em đấy chị nha, lấy màu nào thì báo giùm em ha. Màu xanh miên, màu xanh miên ha, màu cam đất, màu này là màu cam, cam cháy nha, cam cháy. Rồi màu này là màu này là xanh lá, tiếp rồi xanh lá, màu cam cháy. 49.000 giùm em nha. Đây màu này nó nè chị, màu này là màu này cho em là màu xanh đen nha, màu xanh đen luôn. Rồi chị báo chốt màu nào lấy giùm em, màu xanh đen nè chị, màu xanh lá. Màu này là màu cam đỏ. Rồi màu này cam đất. Rồi hết rồi, chị lấy màu nào báo em nha. 49.000 16kg chị ơi, chốt màu nào báo giùm em nha. Áo nắng 22kg em có đúng một màu này, còn cái duy nhất là chị Hồng Nhung ơi, đây nè chị ơi, còn đúng một cái duy nhất là chị Hồng Nhung nè chị, là màu này nè chị, có lấy thì báo em nha. Đây nè chị ơi, đó 22kg em còn đúng một cái này thôi, chị Hồng Nhung có lấy thì lên xem số điện thoại nha. Nắng xanh đen 16kg, ok chị yêu nha. 49.000 giùm em ha. Chị Lan Cam ơi, em chốt cho chị Lan Cam bộ cô gái nha, 30kg rồi nha. Cái chị xanh đen đâu rồi, đây xanh đen nè. Chọn cái màu này em cũng thích lắm luôn á. Đây nè chị yêu ơi, cái màu này em cũng thích dữ dằn lắm luôn á. Cái màu nó sạch ghê luôn á, màu nó sạch ghê luôn á chị. Này màu xanh mim nữa em thích lắm. Hai màu xanh em thích lắm luôn á. 49.000 mấy chị nhận thử, em nói hợp mấy chị bao phơi luôn á. Áo nắng mà mấy chị cưng lắm. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy tình yêu ơi, Hồng, chị Hồng Nhung. Rồi áo chống nắng 22kg cho chị Lê Hoành luôn nha. Ok chị yêu Lê Hoành, 22kg luôn nha. 49.000 rồi, giờ là em mới 22kg nha. Rồi em lên mẫu tiếp 35kg cho mấy chị chọn đủ đơn này mấy chị ơi. Rồi áo nắng em hết 22kg nha. Cho chị Lê Hoành là chị Hồng Nhung là em hết luôn nha mấy tình yêu ơi. Rồi bây giờ là em còn size 16-17kg thôi là em hết luôn nha. 16-17kg là em hết luôn. Size 16-17kg thì báo em cho xem lại cho chị Lê Hoành với chị Hồng Nhung nha. Ok chị yêu Hồng Nhung nè. Rồi hai chị nha. Rồi em hết áo nắng nha, hết áo nắng 22kg còn đúng màu này thôi. Rồi em hết luôn nha mấy tình yêu ơi. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu ơi, cái gấu này em còn bộ nè mấy chị. Size này giùm em nha. Đây mấy chị ở size 14 nè mấy chị. Bé này mà 35kg vừa cho em đây nè. Chốt em gấu đỏ nha. Gấu đỏ 49.000 giùm em. Xếp bán có một bên trong wholesale 45 luôn. Đây 34-35kg vừa, 45.000 giùm em mấy tình yêu ơi. Đây nè, mã này chốt cho em nha mấy chị nha. Đây gấu đỏ cho em nha, 34-35kg vừa gấu đỏ giùm em ho, 45.000. Xách váy có quần bên trong nha mấy chị nha, 34-35kg vừa. Ai chốt gấu đỏ là gấu đỏ giùm em luôn. Rồi em qua mẫu tiếp, em nói em lớn gì em quên rồi mấy chị. Ôi lên 35kg nãy mẫu gì em quên rồi ta. Đây mẫu này nè, mẫu con ngựa nha. Ai chốt ngựa lên ngựa giùm em ha, ngựa. Ngựa nè mấy chị, ngựa em còn size đến 35kg vừa nha. Ai chốt mã ngựa lên ngựa giùm em luôn. Em còn size từ 14 nha đến 35kg vừa. Ai chốt mã ngựa lên ngựa giùm em đây nè mấy chị, ngựa. Nhí sale 55 đã 65 giùm em luôn mã ngựa. Chị Hồng Nhung ơi, cái cam đó là cái cam đó size nhỏ chị yêu ơi, cái cam đó size nhỏ chị. Size nhỏ không có size 22kg chị. Tại vì nhiều màu nó có cái ngựa 22. Chợ chị Lon Cam, chị ở đâu vậy? Chị hỏi chừng nào dai không hiểu luôn mấy chị. Thật sự luôn, em không biết trả lời sao luôn á mấy chị. Ngựa này, ngựa 22 nè. Ngựa 22. Đâu rồi, em mới thấy ngựa 22. Đây ngựa 22. Rồi ngựa 22 cho chị Hồng Nhung nha. Chị Hồng Nhung ơi, cái đó là em hết size 22kg rồi chị. Cái này là 69.000. Cái áo chống nắng đó là em hết size, kiểu như nó còn cái màu cái áo cam cháy không, nhưng mà không có size con chị. Cái đó em còn size 16-17kg rồi chị. Chứ còn là em để cho mấy chị rồi. Ngựa nha, nhí 59 đại 69. Dưới 20kg là nhí, trên 20kg là đại giùm em nha. Dạ đó đơn chị vô. Đơn chị mai em đi á, em bỏ bao luôn rồi mà hôm nay trời mưa quá, shipper nó không có vô lấy được. Chị Lan Cam mà chị ở đâu mà giao chị lấy điện thoại là sao, em không hiểu luôn á. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa size đến 35kg vừa nè mấy chị.
sao đến 35 kg vừa nè, ai chốt ngựa lên ngựa giùm em nha, đây ngựa nè mấy chị yêu quay mã ngựa giùm em nha, size từ 10-14 nha mấy chị nha, mặt sau nè mấy chị, mặt trước nè, rồi ngựa nhí 59 đại 69 giùm em nha, mã ngựa kèm số ký giùm em luôn đây nè, ngựa kèm số ký giùm em nha, size từ 14 nha đến 35 kg vừa, nhí là 59 đại 69, mã ngựa giùm em luôn, ngựa ý là chị Long Cam chở gần em hay sao, hay là chở đâu mà chị nói em, giờ chị ở đâu tình yêu ơi, đây nè mấy chị, cái quần ống len còn hai màu này nè, đây nè mấy tình yêu ơi, đây size này 22-23 ký vừa nè mấy chị, có lấy thì báo em nha, 22 nè, 21-22 ký vừa nè chị ơi, đây nè đó, có chốt mẫu này thì báo em nha, 39 ngàn mấy chị ơi, quần ống len nè giống nãy mẫu em sale 39 ngàn nha, đây màu hồng, ai chốt hồng lên hồng nha, 21-22-23 ký vừa hồng giùm em ha, 39 ngàn quần ống len nha, còn cái nào em xem cái đó hồng, rồi màu nào nữa ta, cái gì hồng 39 ngàn cho chị luôn, hình như em còn màu lá nữa chị yêu ơi, em còn màu lá nữa chị Hồng Nhung có lấy không, em còn màu lá nữa thì phải, em còn màu lá nữa có lấy lá báo em nha, em sẽ có 39 ngàn luôn á, nhưng em còn màu lá nữa thì phải, rồi em qua mẫu nha mấy chị nha, em qua mẫu ha, rồi gấu này em còn size 21-22 24-25, ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn nha, gấu này mấy tình yêu ơi, 69 ngàn còn size đại thôi, 69 ngàn mặt trước mặt sau nè mấy chị, rồi kèm cái quần, ai chốt gấu lên gấu giùm em nha, gấu em còn 21-25 kg vừa, mã gấu luôn, 21-25 kg vừa nha, mã gấu giùm em ha, mặt trước mặt sau nè mấy chị, gấu ai chốt gấu lên gấu giùm em nha, gấu luôn, 69 ngàn còn size đại thôi mấy chị ơi, gấu xếp bi lại gì chị ơi, xếp bi lại gì mấy cái mẫu ngoài xa em có sang nhí thôi mấy chị, rồi ai chốt gấu lên gấu 69 ngàn giùm em luôn nha, mã gấu giùm em thôi, ai chốt gấu lên gấu nên thì quên rồi chị lên mà ơi, mấy chị ơi em còn bộ này 35 kg nè, có chốt thì lên giùm em 35-40 kg nè, chốt em mã này nha, mã 14 luôn, 69 ngàn còn đúng bộ đây nè, rồi quần ống le cái này 79 ngàn giùm em nha, quần ống le mấy chị ơi, đây chị nào quần ống le có chốt thì báo em nha, quần ống le nè mấy chị, mặt trước nè mặt sau nè mấy tình yêu ơi, mặt trước mặt sau nha, rồi quần ống le cho em đây cái quần nè, rồi chốt thì báo cho em nha, 79 ngàn, trời ơi thua quá giờ, 79 ngàn mã 14 giùm em nha, 79 làm sọc hồng hả, sọc hồng này hả chị Tiền Phạm, sọc ca lô ha, đây mã này ống len cho em nha, 35 kg nha, có ai chốt thì lên giùm em mã 14 nha mấy tình yêu ơi, mã 14 lơ xếp bi áo cam, xếp bi áo cam này em có size nhí thôi chị, size đến 15 kg vừa đủ không chị Hồng Nhung ơi, size 8 đến 15 kg vừa chị, rồi cái xếp loe giùm em nha, ai chốt loe lên loe hơn loe giùm em nha, đây em có cái set này nè, em xả ra của khách để lâu quá em bực quá, đây nè chị, size 21-22 kg vừa nè chị yêu, qua đây chốt lên giùm em caro là 69 ngàn, đây nè 21-22 kg vừa nè, chốt em caro 69 nha, chị Lê Mỹ ơi, em không có đồ lẻ 35 kg rồi chị yêu, em có set bộ được không chị Lê Mỹ, có set bộ giống vậy thôi, hồi là set váy thôi chị, không có đồ lẻ rồi, rồi ok em lên cho em lên cho em lên, rồi cái này chốt đi chị, thương lắm luôn, cái cao luôn này 69 ngàn, hàng của Minh Nga kiếp cho em nha, đây nè chị qua có chốt thì báo giùm em nha, rồi em qua mẫu đây, rồi chốt thì lên giùm em nha, caro trắng giùm em thôi, dễ thương lắm luôn nha, caro trắng, caro chị đổ tí ok, caro chị đổ tí chợ, cảm ơn chị yêu lắm luôn á, thiệt luôn á, còn đúng một bộ luôn á chị yêu ơi, 69 ngàn caro đẹp lắm chị đấu tiếc, trời ơi cảm ơn chị đấu tiếc nhiều, nói thiệt luôn, khách quen em nói mấy chị nên mua cái nào đẹp em nói đẹp mấy chị, tại là em là người sợ chắc mà em biết mấy tình yêu ơi, rồi đây mấy tình yêu ơi, đem lên chung set bi đen size 8 đến 16 kg vừa, 59 ngàn bi đen ok chị yêu,
Bi đen giùm em nha, đây nè mấy chị. Bi đen giùm em nha, size 8 đến 16 kg vô. Hàng của TH 59.000 rồi. Cái này em còn size 8 đến 15 kg vô. Chốt cho em là set jean nha, 69.000 đây nè mấy chị. Áo hai dây ha, kèm cái quần váy jean ha. À, bên trong không có quần. Rồi chốt cho em set jean nha mấy chị nha, size 8 đến 15 kg vô nha, set jean giùm em ha đó. Rồi bí này. Bí này giùm em ha, set bí này em có size 8 đến 16 kg vô, chốt em bí ha, bí 65.000 mã bí giùm em luôn, bí bí hồng. 8 đến 16 kg vừa bí hồng giùm em nha, đây nè mấy chị, để dành cho mấy xem tất cả là hàng TH giùm em. Hàng người ta chuyên đi bỏ shop á mấy chị, chuyên đi bỏ shop mà ta bán shop 200-300 ngàn. Rồi. Tim vàng, em có tim vàng và tim hồng nha. Em đang cầm là tim vàng. Mấy chị nào muốn xem tim hồng thì báo em tim hồng nha, tim vàng. Size 8 đến 15 kg vừa tim vàng nha mấy tình yêu ơi, đây. Cái áo baby doll kèm cho mấy chị cái quần luôn đây nè mấy chị, vải cực kỳ đẹp, 59.000, em có hai màu. Rồi. Bí cam size 8 đến 15 kg vừa, bí cam giùm em nha mấy tình yêu ơi, bí cam 59.000 bí cam. Áo lớp tốt kèm cái quần bí ho, đây cái quần là mấy chị vải nè. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái vải này nha, vải này thì đẹp hơn, 65.000 giùm em đó. Chị nào chốt thì lên mã giùm em rồi. Size 8 đến 15 kg vừa, chốt em váy nơ. Váy nơ giùm em nha mấy tình yêu ơi, váy nơ 69.000 váy nơ. Rồi tầng em còn size 8 đến 10 kg vừa thôi, chốt em tầng nha, tầng 59.000 đây nè mấy chị. Tầng 59 size 8 đến 10 kg vừa, tầng 59. Chốt em gu xì xanh. Gu xì xanh size 8 đến 16 kg vừa, gu xì xanh giùm em có quần bên trong 85.000 mấy chị nha, đây nè mấy chị. Vải cực kỳ đẹp, để gần cho mấy chị xem cái chất của nó, rồi ai chốt mã nào lên mã đó giùm em nha mấy tình yêu ơi. Chốt mã nào lên mã đó giùm em ha. Rồi em có nói giá hết rồi mấy chị nha, em có nói giá hết rồi ha. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy chị yêu ơi. Rồi ai chốt mã nào lên mã đó giùm em nha mấy chị nha. Rồi xong. Rồi ai chốt mà hay muốn lên gì nha. Chị caro trắng em hết rồi, chị Vi Nguyễn. Set jean 9 ký chị Hồng Nhung là ok nè. Set jean cho chị 69.000 cho chị Hồng Nhung nè. Rồi bi cam nè, bi cam 9 ký cho chị, bi cam. Ok, bi cam 59.000 nè. Set xanh lá hả? Set xanh lá là này hả chị, để em lên luôn cho. Tím với tím vàng. Tim vàng với hồng 16 kg ha. Chị Đỗ Tuyết ơi 16 kg ha. Ô, tim vàng. Ờ, ok mười. Ok chị Đỗ Tuyết nha, tim vàng với lại tim hồng. 16 kg 59 ha. Ấy lộn 55. Trời ơi 55 chứ, chị Đỗ Tuyết em nhầm nha, hai cái có 55 mà em bấm 59 nhưng mà anh bị lộn tội nghiệp với chị. Lộn nha, em lộn với chị Đỗ Tuyết thôi, chị Đỗ Tuyết 55 mà chị yêu ơi, em bấm lộn 59. Cái bi mà mấy chị ơi, cái tim nha, cái tim là có 55 thôi, em lộn nha, cái tim là có 55 thôi. Rồi em lên cái tim cho mấy chị xem, là cái tim đẹp lắm. Rồi em qua mẫu cho mấy chị nha, em qua mẫu. Cái set xanh này là chị yêu qua đây nè chị. Cái set xanh này đẹp lắm, 85.000 đây nè chị. Áo nè, chất cực kỳ đẹp, áo có cổ tay viền nè chị yêu qua đây nè. Bên trong giùm em nè, 85.000 cực kỳ xịn sò. Em có đăng hình bé mỏng mặt, túi này là túi thật giùm em nha, túi thật nha chị yêu ơi đó. Có chốt thì lên em gu xì xanh nha, size đến 16 kg vừa. Đây cái tim hồng em lên cho mấy tình yêu mình xem luôn nè, đây cái tim hồng nè. Cái tim hồng giùm em nha, cái tim hồng. Xếp ba lỗ đi.
xếp ba lỗ quá chị, ba lỗ là quần ngố được không chị, xếp ba lỗ quần ngố được không chị yêu ơi, như ba lỗ mà quần ngố quá, quần ngố vậy nè chị, giống như bộ ngố mà nó thành ba lỗ được không chị, hay là bộ dây. Rồi đây nè mấy chị, đây cái này còn 9kg nè chị, chốt thì thương giùm em, chốt em cái đầm này luôn thiệt luôn. Ở đây nè chị yêu ơi, cái đầm này em xe chịu nó 59.000 đây nè chị yêu ơi. Đây em còn size 8kg đến 9kg mùa đây nè, 8 đến 10kg mùa em còn hai cái, chốt thì lên giùm em nha. Váy cam 59.000, váy cam 59 đó, có chốt thì báo giùm em thôi, còn đúng hai cái nè mấy tình yêu ơi, dễ thương quá à. Chốt thì lên giùm em váy cam nha, em còn size 8 đến 9kg mùa thôi, váy cam 59.000 lô hàng TH luôn á mấy chị. Có đi tiền đi đâu thì mua rồi, còn cái đầm này thì khỏi nói đi, ai cũng khen á. Chờ em tí nha mấy chị nha, chờ em tí thôi đây nè. Cái váy này 9kg là chốt cho em luôn, 59.000 chốt váy hồng đi chị ơi. Ngoài sau nè, hàng Minh Kim Ôm cho em nha, ngoài sau là có dây kéo luôn. Đây có lên thì chốt giùm em thôi, dễ thương quá à. 59.000 giùm em nha, váy hồng luôn. Ai chốt váy hồng lấy váy hồng giùm em nha, size 9-10kg á chị, dễ thương lắm luôn á. Rồi em qua mẫu, để đây tiếp. Rồi đây tim hồng nè, tim hồng đổ kem lên nha. Đây tim hồng nè, tim hồng nè mấy chị, đây nè chị tim hồng nè chị, dễ thương lắm chị. Đổ tiết ơi, đây nè chị, chị đổ tiết ơi, cái này 15kg được không chị, 16 cái không mùa tình yêu ơi, 15kg rồi chị. Chị đổ tiết cái này 15kg rồi chị, 2XL nhưng mà đến 15kg được không chị ơi, không niệm xả ra nha. Đây nè, em sợ 16kg không mùa, ở đây nè chị 15kg rồi chị yêu ơi. Đây nè tim hồng nha, đây tim hồng 55.000 giùm em nha mấy tình yêu ơi. Đó nè, em có tim hồng và tim vàng giùm em cái quần nè, đó 2X bằng phơm nhỏ xíu à, chắc có 14kg quá thôi. Em xả chú chị đổ tiết ra nha, cái này size nhỏ chị đổ tiết, em sợ về bé không mùa. Rồi em lên tiếp mẫu khác nha. Rồi cái gì thang màu vàng, dạ ok con tự vô lấy không được lắm. Rồi em lên mẫu khác nha mấy tình yêu ơi. Rồi em qua mẫu mấy chị nha, đây nè mấy chị, cái chọn quá trời hàng luôn. Đây cái hình này cho em nha, đây con chuột, chuột nha, áo là áo ba lỗ kèm cái quần ngố cho em. Em bán mấy chị 5969 luôn. Cái hàng này mấy chị nó cũng là hàng của Amkit nha mấy chị nha. Đây em còn size 19-20, 14-15, 14-15, size này là 10-12 ha, 10-12, size từ 10 đến 20kg mùa nhớ thì yêu ơi. Còn size đại là em còn size size đến 35kg mùa nha, size đến 35kg mùa, 21 đến 35kg mùa. Chỗ này mã này mã chuột luôn đây nè mấy chị, áo ba lỗ giùm em nha, kèm quần ngố đây nè, dễ thương quá à. Đây hai mặt, in hai mặt mấy chị nha, mặt trước mặt sau nè mấy chị. Rồi in hai mặt luôn, ai chốt chuột lên chuột giùm em nha mấy tình yêu ơi, chuột nè mấy chị, chuột kèm số ký giùm em nha. Em còn size này là từ 10 đến 15kg thôi, là size 19-20, 21 đến 35kg mùa. Đây chuột nha mấy tình yêu ơi, chờ neo này dễ thương quá. Ai chốt chuột lên chuột giùm em kèm số ký nha, cái quần này mấy chị chở dễ thương quá. Đây mã chuột giùm em nha, tình yêu nào chốt chuột lên chuột giùm em nha, nhí 59 đại 69 giùm em nha, 5969 mã chuột. Rồi mã này thì mấy chị chốt cho em là mã mã CG nha, hình cô gái. Cô gái là em còn size 16kg hơn, 15-16 với lại size từ 24 nha mấy chị nha, 24 thôi đến 35kg mùa, 23 đến 35kg mùa. Đây 23 đến 35kg mùa, mã này chốt cho em là CG nha, cô gái với mấy chị đây nè. Cô gái giùm em nha, mặt trước mặt sau in hai mặt luôn. Cô gái em còn size 15-16, size 23 nha, 23 đến 35kg mùa, mã cô gái giùm em luôn. CG, viết tắt giùm em CG ha, CG. Rồi hồng, ai chốt hồng lên hồng giùm em luôn. Hồng em còn size từ 10kg ha,
10 đến 18 kg vừa. Em còn size 10 đến 18 kg vừa nha, còn size đại. Size đại là em còn size 34 35. 34 35 thôi mấy chị thôi, 34 35, 30 32. Cái đại size này là size rồi em hết size đại là em hết luôn mấy chị, size đại là em còn 30 đến 35 kg vừa, ai chốt CG lên CG. Váy body màu hồng em hết rồi chị, rồi tối body mấy bữa là em có size 18 kg chị đổ tiếng nhưng mà em hết size rồi chị. Hôm nay em bán là hết rồi, còn cái treo thì phải. Chuột là 5969 đó chị Lê Hành, giống cái bộ ngố này em bán cho chị luôn ở hai mặt. Ơ 5969 nha, nhí 59 đại 69. Rồi đây mã này chốt cho em là CG nha. Ô lộn, mã này mã hồng. Hồng nè mấy chị, ai chốt hồng thì lên hồng giùm em luôn nha, hồng, mã hồng. Rồi là em hết mấy chị nha, muốn lên gì thì báo em lên cho mấy chị chốt nha, hồng. Hồng nha, lên mã nào thì kèm số ký giùm em mã đó cho mấy chị nha, 5969 giùm em ho hồng. Em có váy này có 18 với là 20 nè chị Đỗ Tuyết. Đây nè chị yêu ơi, em có váy này 18 với là 22 nè chị Đỗ Tuyết đó. Đây nè chị yêu ơi, em có size từ 17 đến 22 kg vừa nè chị Đỗ Tuyết đó. Có lấy thì báo em có hai màu thôi đây. Em có hai màu, màu vàng màu xanh chị, mà em đang lên là màu xanh thôi, 69 ngàn. Rồi màu vàng này chị yêu ơi, có lấy thì chốt cho em không, cái váy kia em hết size rồi. Đây nè chị ơi, màu này nữa nè, đây nè. Màu vàng này chị ơi, 69 ngàn nha, có lấy thì báo em ở đây nè chị, đó cái này có nè. Có 18 với 20 kg chị, có lấy thì báo em nha, 18 với 20 kg ha. Màu vàng với màu xanh 69 ngàn giùm em luôn. Vàng và xanh nha, có hai màu. Rồi em qua mẫu tiếp mấy chị. Em có xét ống loe mấy chị, muốn lỗ ống loe không ta? Mấy chị muốn lỗ ống loe mấy chị. Rồi chuột này em xem mấy chị 69 ngàn luôn nha, chuột này mấy chị, chuột. Còn thịt này em xem mấy chị 69 ngàn luôn ha, đây một ít. Một ít. Một ít em là. Rồi mẫu này em có size đến 25 kg vừa nha tình yêu ơi, size đến 25 kg vừa đây nè mấy chị. Em có size 17 đến 25 kg vừa, xem mấy chị luôn, 69 ngàn đây nè. Size từ 16 nha mấy tình yêu ơi, size từ 16 nha, size từ 16 đến 25 kg vừa, xem mấy chị 69 ngàn luôn đây. Ai chốt về lên em vịt kèm số ký nha, quần ngố nè mấy chị, hàng Quảng Châu cho em thôi đây nè. Đó ai chốt về lên giùm em nha. Rồi màu đen em còn bộ luôn, màu đen ai chốt đen thì lên đen thôi. Đen này là 16 kg với tình yêu nha, 16 ha. Đây. Đen này em còn bộ 16 17 kg vừa, ai chốt đen thì lên đen. Đây chuột lộn vịt nha chị nha, vịt em còn bộ 16 17 này đen nha, màu đen ai chốt đen thì lên đen nha, đen còn bộ 16 17 kg ha. Đó. 69 ngàn. Ký vịt cái chị Vi Nguyễn. Chị Vi Nguyễn ơi, bé trai em có cái bộ ba lỗ á chị Vi Nguyễn, hàng cô Tông Tàu á, là cái hàng có tay chị Vi Nguyễn có lấy em lên cho chị Vi Nguyễn, hồi bữa giờ em chưa lên. 25 ký vịt cho chị Vi Nguyễn nha, có muốn lên thì báo em lên cho mấy chị chốt nha. Đây 25 ký chị Vi Nguyễn nè.
hàng giùm em nha, hàng Quảng Châu á mấy chị. Đen 17 hình như em còn hai bộ đen á, để em coi đen còn không nha. Đen 17 kg gì đổ tiếp 69.000. Ok em lên mấy chị, có ai muốn lên bé trai không mấy chị, hay là em lên vài mẫu sale bé trai cho mấy chị chốt nha. Mấy chị chốt và em xả mấy mẫu kia 39.000 cho mấy chị chốt hết, em bỏ cái lô này em về lô khác em bán thiệt luôn á. Chán lắm luôn á. Để em coi màu đen còn không nha. Rồi ai chốt trắng lên trắng, ai chốt đen lên đen nha. Để coi đen còn sai bao nhiêu nữa. 69.000 giùm em nha. Xếp vịt này 69.000 giùm em nha mấy tình yêu ơi. Ôi đầm hồng sao luôn, em không có 35kg rồi chị. Mấy cái mẫu hoài sao có xay nhí thôi chị yêu ơi, chị Thi Đòn. Cái mẫu hoài sao em có hết 35, em không có 35kg chị. Chị Bi Nguyễn Ngọc ơi. Chị Bi Nguyễn Ngọc ơi, cái bộ của em là 69.000 nha. Em còn size 10, em hết size, chị lên kèm số ký giùm em ha. Chị đây em còn size 15 đến 16 kg mùa. Đây em còn size 15 đến 16 kg mùa nha. Màu đen em còn size 15 16 kg mùa. Ai chốt đen thì lên đen giùm em luôn ha, đen. Đen nha mấy tình yêu ơi, đen em còn size 14 đến 16 kg mùa nha. Đen còn đúng 2 bộ, em hết 20 rồi. Đen em hết 20 chị ơi. Ký cho em hết luôn á, cái này còn size nhỏ rồi mấy tình yêu ơi. Có ba cái gì đây trời. Cái này 20kg nè chị ơi, chị thì đổ tiếp đây màu trắng 20kg đi chị. Chị cái này em hết luôn chị. Cái này em hết 23kg rồi chị, còn size 20kg là lớn nhất nè chị. Màu trắng còn size 20kg lớn nhất. À mấy chị xịn ghê. Nó có cái mạc ở đây nè chị, nó gỡ hình con vịt ra thôi đây nữa chị. Nó có một miếng kiến đúng xịn luôn á. Để em chừa lại con bộ cho con em đi học. Bộ mua xì áo cái không có 22kg nha. Mấy mẫu em kem ngoài sao có size nhí thôi mấy tình yêu ơi. Rồi em qua mẫu nha. Rồi vịt em còn size đến 20kg thôi mấy tình yêu ơi, 20kg thôi nha. Rồi qua mẫu khác mấy chị. Rồi bộ này dùm em có size từ 20 đến 30kg vừa nha. Em xem mấy chị luôn cho like hôm nay nha. 29.000 đây mấy chị ơi. 29.000 nha đây. Size 20 đến 30kg vừa nha. Ai chốt thì lên dùm em không mấy tình yêu hơi đó. Mấy chị ơi, mỗi size là có màu khác nhau nha. Em sell 29.000 là đã quá rẻ rồi. Nên mấy chị đừng có chọn màu dùm em đây nè mấy chị. Kiểu y chang vậy nha. Xả mấy chị 29.000 đây nè mấy chị. 29.000 dùm em nha đó. Nên chị nào có thì mua ủng hộ em thêm thôi đi, có đủ đơn để em đi thôi mấy chị. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. Ai chốt thì lên mã đó giùm em 29. Chị Nguyễn ơi 22kg em còn nhiều màu lắm chị. Chết đồ gì chị yêu ơi. Rồi chốt em mã này mã 29 giùm em nha. 29. Rồi chị em lên đồ bé trai luôn, cho em lên bé trai luôn cho mấy tình yêu cho. Chị đổ tí ở cái váy cà chua này em có size 18kg nè chị yêu ơi, đây nè chị. Em còn size 16 đến 18kg vừa váy cà chua giùm em nha, 79.000. Ai chốt váy cà chua lên váy cà chua giùm em nha đây. 16 đến 18kg vừa em còn đúng 2 cái nha mấy chị nha, đây nè mấy chị 79.000. Rồi ai chốt cà chua thì lên váy cà chua giùm em thôi, váy cà chua. Dễ thương quá.
đẹp lắm luôn á, em có áo chống nắng đó nha mấy chị nha, em có áo chống nắng luôn ha. Rồi em lên vài mẫu bé trai cho mấy chị chốt nha, rồi qua mẫu. Gấu này em còn size từ 16 nha mấy chị nha, đây size từ 16, 15 kg ha. Size từ 15. Cà chua 20 kg hả chị, đủ tí cái này 6XL để em coi vừa không nha. Chị đổ tiếp, cái này cỡ 18kg được không chị yêu ơi, cỡ này cỡ 18kg thì chị đổ tiếp. Cái này cỡ 18-19kg chị đổ tiếp rồi, em không dám nè, em lấy cái size lớn nhất cho chị nha, được không chị? Nếu về bé lớn mà không vừa chị để cho bé nhỏ mặc giùm em được không, em sợ về không vừa chị yêu ơi, sợ quá. Ok chị đổ tiếp nha, 79.000. Em lấy cho chị cái 6XL luôn á chị yêu ơi. Về bé kia mà không mặc rồi thì chị để cho bé nhỏ nha, tại em không dám đổ phơm. Tại thường thường em đổ phô em chữ hao không mà mấy chị, em đừng đổ chữ hao không mà em sợ chặt lắm luôn á. Rồi là tụi em đưa 20 mấy ký chị lựa cho chị ơi, trời em tí nha, em đưa 20 mấy ký chị lựa cho. Rồi đây cái này cho em nè, em còn size từ 15-28kg vừa đây mấy chị ơi, gấu nha. Gấu 15-28kg vừa, chốt cho em trên like hôm nay 55.000 luôn, ai chốt gấu lên gấu nha đây mấy chị. 55.000 nha mấy tình yêu ơi, đây bé thu ngon bụng ngố nè mấy chị. Size cho em, size từ em còn size từ 15-28kg vừa nha. Ai chốt gấu xanh lên gấu xanh giùm em nha, còn đúng mấy bộ. 16-20 mấy ký vừa rồi em qua mẫu cho mấy chị ơi. Em qua ít bé trai tí nha, giờ em quay lại bé gái nha mấy chị nha. Em qua ít bé trai, em qua lại bé gái được không mấy chị yêu ơi? Gấu 22, ok chị Lê Hoành nha. Gấu 22 55.000. Trả lời chị Lê Hoành 8 bộ quá chị yêu ơi. Chị yêu chốt chắc giùm em nha, khách mới mà em chốt cho chị đúng nhiều luôn á. Đừng có bùm hàng em nha mấy tình yêu ơi, đừng có bùm hàng giùm em cái nha, sợ là khổ lắm luôn á mấy chị. Nói muốn khen cổ họng luôn á mấy chị, thật sự luôn mệt lắm luôn mấy chị, đừng có bơm hàng. Tới tới mình không mình không thích thì mình mua ít thôi mấy chị. Bởi vậy khách mới không dám chốt nhiều luôn á, ngày mai mấy chị bùm một cái em phải xả ra từ từ đúng cực em luôn á mấy tình yêu ơi. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em nha. Chị Lê Hoàng có chị 8 bộ chị yêu ơi. Đừng có đặt lưỡi giùm em nha mấy chị nha. Tại là lúc khách mới bên đây là phải cọc mới mua được đó. Rồi 22kg nè. Rồi em qua mã nha. Mười tám với 20kg gấu cho chị nè, 18-20kg gấu chị đổ tiếp, ok chị yêu nè. 25.000. Bộ thể thao ngoài sao là bộ nào á chị yêu ơi? Chị Lê Hoành nè, ủa có unbill rồi. Xanh 18 với lại 20. Xanh 18 với lại 20. Xanh 18 với lại 20. Rồi ok nha mấy tình yêu ơi, qua mẫu.
em lỡ ếch bé trai nha mấy chị nha, chờ em tí em lỡ ếch bé trai nha. Bé gái mấy chị muốn xem nó chờ em tí nha, em lỡ ếch bé trai đi mấy chị. Em xả cái bụng này cho 39 ngàn, ai chốt thì chốt đi mấy chị yêu. Rồi đây nè mấy chị ơi, muốn lớn thì báo em nha mấy chị nha. Đây em xả với bộ này 39 ngàn, em cho mấy chị chốt này 39 ngàn. Cái này em còn size 8kg ha, đây em còn size 8kg đến 20 đến 28, đến 30kg vừa. Đây chốt cây mã đỏ xem mấy chị 39 ngàn luôn đây nè mấy tình yêu ơi. Chốt mấy chị chốt xem cho hết thiệt, em không bán hàng này nữa luôn á, thiệt luôn á. Bán đúng lỗ luôn, size 8 nha mấy chị nha, đến 30kg vừa, chốt kem mã đỏ 39 ngàn luôn đây nè mấy chị đó. Chị nào chốt được thì chốt ủng hộ em ha, đỏ giùm em nha. Cái này em bán 5969 giờ xem mấy chị luôn 39 ngàn, nhí lại luôn 39 được không mấy chị, đây dễ thương không. Ai chốt đỏ lên đỏ, em còn size 8 đến 30kg vừa mấy tình yêu ơi, 39 ngàn giùm em ha, mã đỏ 39 ngàn giùm em nha. Ai chốt đỏ lên đỏ kèm số ký giùm em nha, của bé trai rồi bé gái chờ em tí nha mấy chị nha, để giờ em lên bé trai hơi nhiều. Rồi màu biển, biển luôn nha, ai chốt biển thì lên biển giùm em kèm số ký luôn, màu biển nè mấy chị, biển giùm em nha, mã biển đó, bộ ba lỗ của bé trai nha mấy chị nha, 39 ngàn giùm em ha, mã biển. Ai chốt màu biển thì lên biển giùm em luôn nha, màu biển 39 ngàn nha mấy chị nha, 39 ngàn. Rồi em qua mẫu, lên kèm số ký mấy chị, có size em báo nha, 6x 3x 4x 5x 2x. Em nhỏ cái 6x cho con. Rồi bộ này cho em nha, xem mấy chị trên live hôm nay 69 ngàn luôn đây nè mấy chị, 69 ngàn đây. Em có size này đến 30kg vừa rồi mấy chị ơi, không to nhưng mà em đổ đến 30kg thôi nha đây nè. Nếu mà bé nào mà ốm ốm 32kg thì mấy chị ơi 32kg cho em, ở 30kg là không to lắm luôn á. Đầm hồng có nó không có 35kg rồi chị yêu ơi. Mai đỏ 30kg, hai đỏ 30kg, ok chị yêu 39 ngàn đó, chị Vy Nguyễn em sale, chị Vy Nguyễn chốt đi chị yêu ơi. Rẻ, rẻ như là cho luôn á. Thiệt luôn em muốn lỗ cái lô này luôn á. Em bán cho nó hết để em về, em không về cô tông nữa đâu mấy chị. Em không về cô tông nữa ha, cô tông em khó bán lắm luôn á. Rồi đỏ cho chị Vy Nguyễn 30kg, chị Vy Nguyễn nè. Rồi mã này 39 ngàn cho chị Vy Nguyễn. Mấy váy ngoài sao không có 35kg rồi tình yêu ơi, có là em báo với chị ha, không có 30kg rồi với chị. Rồi màu này chốt kem màu nu nè mấy chị ơi, đây nè chị Vy Nguyễn ơi dễ thương quá à. Size đến 30kg cho em vừa nha, đây nè mấy chị 20 đến 30kg vừa, 69 ngàn màu nu. Em có màu nu và màu cam thôi, với lại màu nu với màu cam đây nè mấy chị. Ai chốt nu lên nu giùm em, ai chốt cam lên cam giùm em thôi. Đây nè mấy tình yêu ơi, vải cực kỳ đẹp nha, 69 ngàn, hàng cô tông tàu cho em nha, cái quần nè. Vải đẹp lắm luôn, hàng xịn nha, có quần luôn, quần có túi luôn á mấy chị, quần có túi luôn nha. Đó chị nào chốt thì lên giùm em, ủa cái cài của em đâu rồi mấy chế ơi. Cái cài của em đâu, em bỏ đâu nữa rồi. Rồi ai chốt nu lên nu giùm em nha, màu này màu nu xinh lắm luôn, màu đen thôi. Rồi ai chốt nu thì lên nu giùm em nha mấy tình yêu ơi, nu 69 ngàn. Rồi cái này em sale mấy chị ngon cũng 69 ngàn luôn cho nó lẹ, bữa nay em bán 75 ngàn luôn á. Màu vàng nè mấy chị, vàng em có màu vàng, màu xanh, màu xanh ha, màu xanh min, màu xanh dương, màu trắng, màu đỏ ha. Rồi 69 ngàn nè mấy chị, ai chốt thì lên em nha, 69 ngàn luôn. Đây là màu vàng nè, màu vàng giùm em thôi, vàng, vàng giùm em nha, ai chốt vàng thì lên vàng thôi, vàng. Màu vàng nha mấy tình yêu ơi, 69 ngàn nha, vải hàng ba lỗ cô tông tạo cho em nha, màu vàng. Rồi màu xanh,
màu xanh này mấy chị, xanh quần nè, xanh giùm em luôn, xanh đó, ai chốt xanh thì lên xanh giùm em nha, xanh xanh giùm em thôi, xanh luôn, màu xanh. Màu này chốt cho em là xanh đậm nha mấy chị nha, xanh đậm nè mấy chị, xanh đậm. Rồi màu đen muốn xem màu gì em gửi cho mấy chị xem nha. Màu xanh là phối trắng nha mấy chị nha, xanh nè. Lộn, đen đen. Màu đỏ đẹp mà chị Nguyễn Nguyễn, màu đỏ cưng quá, màu đỏ nha, đỏ. Rồi màu đen, màu trắng, màu trắng, màu trắng nha, trắng luôn. Chốt muốn xem màu nào báo em xem nha. Cái này cỡ 30kg rồi chị vô. Cái này cỡ 30kg thì chị thi đoàn. Cái này bé trai cỡ 30kg rồi tình yêu ơi. Chị Nguyên Nguyễn ơi, mấy chị ơi, có chốt màu nào thì lên màu đó giùm em nha. Màu đỏ cũng đẹp lắm nè mấy chị ơi. Trời thật sự luôn á, dễ thương lắm luôn á. Em mà còn ơi, mà cô tông tàu, mấy chị không phải hàng cô tông kia đâu. Em màu đỏ nè. Cỡ 30kg rồi tình yêu ơi. Có một size rồi chị, cỡ 30kg rồi. Đây nè chị, nhìn màu đỏ giùm em nè, màu đỏ nè. Trời ơi, nó xuất sắc chưa. 69.000 hàng cô tông tàu cho em hả, 69. Nó ai chốt màu nào lên màu đó giùm em nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu. Mấy chị không chốt bé trai em lên bé gái tiếp nha. Mấy chị có chốt bé trai. Cảm ơn mấy. Mấy chị có lên bé trai không chị? Không, lại em qua bé gái tiếp nha. Mấy chị muốn lên bé gái không mấy chị? Mấy chị ơi, có ai chốt bé trai vô mấy chị, bé trai em lên bé trai nha, không thì qua bé gái nữa. Rồi em qua mẫu bé gái lại nha mấy chị yêu ơi, qua mẫu bé gái lại nha. Cô bé trai tí nữa em cắt lên. Mấy chai tí nữa em cắt lên thôi. Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Rồi em có cái set này nè mấy chị, size này là cỡ 20kg vừa cho em nha, của bé trai nha mấy tình yêu ơi. 20-21kg vừa nha, chốt cho em luôn mã này, mã thiết kế giùm em xem mấy chị, 49.000 đây. Thiết kế 49.000 giùm em nha, cái set này là kiểu như thư sinh đó mấy chị, đây size 20-21kg vừa giùm em nha, đây nè mấy chị. Dễ thương quá, chốt em thiết kế giùm em nha, thiết kế em còn bộ luôn. Xem mấy chị luôn thiết kế nha, 49.000 vải nè mấy chị, tem mát nè. Hàng xịn lắm luôn á. Ai chốt thiết kế thì lên thiết kế giùm em nha mấy chị nha. Còn đúng bộ duy nhất. Rồi em qua mẫu. Mấy chị muốn em lên gì nữa không mấy chị? Muốn em lên gì nữa thì báo em nha mấy tình yêu ơi. Muốn lên gì nữa anh bên em. Lên gì thì báo em nha mấy chị, em lên cho mấy chị xem nha. Em có áo chống nắng nha, em còn size không? Em còn size đến 18kg vừa thôi mấy chị, em còn size đến 18kg vừa nha, 15 đến 18kg vừa giùm em nha. 49.000, có ai muốn xe áo nắng thì em là áo nắng hả? Rồi bộ ngố mấy chị, đồ ngố nè, hay là ai muốn xem gì báo em đi, em lên cho. Rồi váy nơn nè, em còn size đến 30kg vừa nè mấy chị, nơn nè. Nơn nè, em còn size 20 đến 30kg vừa nha, 75.000 đây. 20 đến 30kg vừa nha, váy nơn giùm em đây nè mấy chị yêu ơi. Váy nơn giùm em nha, size 20 đến 30kg vừa, váy nơn 75.000, ai chốt nơn vàng là nơn vàng giùm em nha mấy tình yêu ơi, đây nơn vàng nè mấy chị. Hai một ngày sau là có dây kéo nha, hàng xịn giùm em luôn đây nè mấy chị. Đó, ai chốt nơ vàng lên nơ vàng nha, size 20 đến 30kg vừa nha.
ai chốt thì lên em nơ vàng luôn, dễ thương á mấy chị ơi, dễ thương á, cái mẫu này đẹp lắm luôn á, hàng vải cực kỳ mát, mặc áo sát nách luôn mấy chị đây nè, đo tay cánh tiên á, vải cực kỳ mát luôn. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, váy nơ giùm em nha, váy nơ 20-30 kg vừa nha mấy chị nha, 75.000 mã váy nơ giùm em luôn, váy nơ nghĩ mất thuốc. Ờ ờ. Ờ 10 giờ mấy rồi? Trời ơi. Ờ thôi. Nó giờ em tưởng sớm ấy chứ. Em nó bị đi đó, nó bị cứng rồi. Chị cưng hộp bài luôn. Ờ ờ. Rồi mấy chị có xem gì nữa không? Mấy chị không thì em nghỉ nha mấy tình yêu ơi. Không thì em nghỉ nha mấy chị nha, em nghỉ nha. Tại hôm nay cũng trời rồi, giờ này em la với trời luôn. Rồi chị nào mà có đơn á mấy chị mà chưa muốn mua thêm á, nếu mà muốn mai mà muốn thêm á thì mai vô xem giùm em ha. Còn không thì mai em chốt bill hết nha mấy chị nha. Rồi cảm ơn mấy chị đã ủng hộ like của em nha mấy chị yêu ơi. Rồi mấy bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị nha. 10 giờ mấy rồi. Cảm ơn mấy chị đã ủng hộ like của em hôm nay nha.